Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với một số podcast tiếp theo của Tinh Tế. Đây là tập thứ tư rồi và hôm nay thì mình sẽ có một khách mời rất là đặc biệt. Một nhiếp ảnh gia mà có thể gọi là nổi tiếng nhất trong nghề nhiếp ảnh cưới cao cấp Việt Nam ở thời điểm hiện tại ha. Đó chính là anh Khôi Lê. Xin chào mừng anh Khôi Lê đến với podcast của Tinh Tế. Ok, chào Hải, chào tất cả mọi người. Không dài dòng nữa, vẫn như truyền thống của Tinh Tế thì sẽ bắt đầu vào ngay câu hỏi đầu tiên luôn. Một câu hỏi rất là quen thuộc mà em luôn luôn hỏi rất là nhiều khách mời. Đó chính là anh hãy giới thiệu qua bản thân của anh một chút đi cho những anh em bên Tinh Tế có thể biết được. Ok, thật ra bây giờ mà nói mà giới thiệu về bản thân anh thì anh cũng không biết phải giới thiệu như thế nào đó. Tại vì hôm trước thật sự anh rất là khá là buồn cả khi mà anh có vô trong cái bài viết bên Tinh Tế về cái buổi talk show của anh với anh Louis bên Tinh Tế thì anh nhận thấy là có một số lượng rất là đông những cái khán giả, những cái bạn đọc của Tinh Tế, nghĩa là họ không có quan tâm lắm về nhiếp ảnh. Và họ vẫn vào những cái post nhiếp ảnh đó, họ comment và đọc được những cái comment đó, sự anh cũng hơi buồn. Anh có chia sẻ với anh Louis thì ok, thì hôm nay thì rất là vui thì vì Tinh Tế đã mời anh tham gia cái podcast này, thì sẵn đây thì anh sẽ giới thiệu chút xíu về bản thân mình ha. Anh là Khôi Lê. Anh là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới thì tới hôm nay là coi như là anh chụp cũng được 10 năm rồi. Anh bắt đầu chụp hình cưới từ năm 2013, cuối năm 2013 là anh bắt đầu chụp. Thì tới bây giờ là 10 năm. Thì trước đó thì là anh lại là một kiến trúc sư và cả là một vận động viên bóng rổ nữa. Nhưng mà làm cũng khá là nhiều nghề thì sau đó thì khi mà anh tìm được cái việc mà chụp ảnh cưới, khi mà anh bắt đầu anh chụp ảnh cưới giống như là anh tìm được đúng cái đam mê của mình và anh bỏ hai ngày kia luôn, anh không làm kiến trúc sư nữa, anh chuyển hướng hẳn qua làm như ảnh cưới và đến bây giờ thì là coi như là cũng được 10 năm rồi. Thì nói chung thì giới thiệu về bản thân mình thì có thể là anh có một cái hướng đi nó hơi khác với tất cả những cái bạn mà làm wedding photographer hiện tại ở Việt Nam. Ngay từ khi thời điểm bắt đầu cho tới bây giờ anh đi một cái hướng nó hơi khác. Thành ra là có thể là anh may mắn anh được nhiều người biết hoặc là nhiều bạn wedding photographer biết và tìm được những cái nó hơi khác với mọi người, thì hy vọng là trong cái buổi hôm nay anh có thể nói được nhiều hơn. Em thấy anh có nhắc tới là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, chắc tí hồi em sẽ có một câu hỏi đó riêng về cái phần bóng rổ đó cho anh. Quay trở lại một chút thì thường á, những nhiếp ảnh gia, những người nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật thì không có nói quá nhiều về bản thân của mình. Nhưng mà sẵn tiện đây trong podcast này em cũng sẽ giới thiệu anh với lại tất cả những khán giả của Tinh Tế luôn. Không chỉ là YouTube mà còn là trên website tinh tế.vn. Như anh em đã biết á, là anh Khôi là vừa mới đạt một cái giải thưởng là Best Wedding Photographer của Wedding Symphony anh ha. Và anh Khôi cũng là nhiếp ảnh gia số 1 Việt Nam năm 2019, nếu em nhớ không nhầm, top 3 của châu Á và top 100 của thế giới. Cái con số thôi, mình cứ nói con số đi, tại vì Tinh Tế là phần công nghệ, mình cứ nói là con số đi cho những anh em nó dễ hình dung. Thì là khuôn khổ danh tiếng của anh nó đã vượt qua rất là nhiều xa ngoài tầm Việt Nam rồi. Thì sau khi giành giải thưởng, cuộc sống của anh nó thay đổi nhiều không? Không chỉ là bây giờ giải thưởng Wedding Symphony hôm bữa, mà từ khi anh có những cái giải thưởng top 1 về Việt Nam hay là top 3 châu Á. Ok, để anh đính chính một tí xíu ha. Thì thật ra là tại vì nếu mà nói về nhiếp ảnh cưới nó rất là rộng và nó có rất là nhiều trường phái khác nhau. Giống như là bây giờ mình hỏi là ai là ca sĩ mà hát hay nhất thì chắc chắn là không thể nào trả lời được, tại vì nó ở mỗi một cái thể loại nó sẽ có một cái tổ chức hoặc là một cái đơn vị nào đó nó đứng ra nó đánh giá mình. Thì thành ra là nói mà anh top 1 Việt Nam hay top 100 thế giới gì nghe nó cũng hơi sợ, nhưng mà thật sự thì là đúng là năm 2018 thì là anh có tham gia một cái hiệp hội nhiếp ảnh, nó gọi là WPGA. Đó là một cái hiệp hội mà chuyên về ảnh phóng sự cưới. Thì cái năm đó thì anh đúng thật sự thì anh là được top 3 châu Á và top 100 trên thế giới. Và một cái hiệp hội nhiếp ảnh mà anh tham gia ngay từ những cái đoàn ngày gọi là rất là sớm, là gọi là Phyllis Photographer. Thì anh tham gia từ năm 2016 và cho tới năm 2018. Đúng rồi, năm 2018 anh mới được cái giải thưởng đầu tiên. Thì đó thì sau đó thì năm 2019 2020 thì anh đạt thêm được cũng khá giải thưởng, thành ra là anh lọt vào top 100 của Phyllis Photographer từ năm 2019 2020. Tức là sau những khóa học bên nước ngoài là anh đã tham gia Phyllis luôn đúng không? À không, thật ra Phyllis là như vậy, nó lại quay lại chút xíu về cái khởi đầu của anh khi mà anh đến với nhiếp ảnh cưới. Đó là thật ra là năm 2013 lúc đó là anh lấy vợ.
Thì khi mà anh lấy vợ thì cái việc đầu tiên cũng giống như tất cả mọi người, thì anh suy nghĩ là à, bây giờ mình sẽ đi chụp hình cưới ở đâu. Yeah. Thì lúc đó anh mới lên Google, anh research thử coi là đang có những cái ai mà chụp hình cưới đẹp ở Việt Nam. Yeah. Thì nói chung là ở cái thời điểm đó đó, thật ra chỉ có một vài cái tên mà có thể gọi là anh cảm thấy là hình của họ khác biệt so với phần còn lại. Còn lại thì hầu như là không có một cái điểm gì riêng hết. Ảnh ngày xưa, ảnh cưới ngày xưa thường là những cái tấm mà kiểu trời xanh mây trắng nắng vàng, xóa phông, tele 70-200 xóa phông, hoặc là 16-35 chụp góc rộng rồi nọ thứ. Thì anh xem những thứ đó anh thấy nó, anh không thích, thật sự là anh không thích. Thành ra là anh mới tìm được những cái người mà hơi khác biệt tí xíu. Yeah. Thì khi mà anh hỏi giá người đó thì những người đó báo một cái mức giá là anh không bao giờ anh nghĩ là có thể chụp cái bộ hình cưới mà mắc như vậy. Cái thời điểm đó là 2013, thành ra cuối cùng là anh không chụp, anh không có đủ khả năng để anh chụp những người đó luôn, và anh phải tự cắm chân máy anh chụp hình cưới cho bản thân mình đó. Thì sau đó, sau khi cưới vợ xong á, thì lại là anh mới bắt đầu thấy là cái việc chụp hình cưới nó có vẻ nó vui. Tại vì thực sự cái quá trình mà hai vợ chồng anh đi chụp hình cưới á, là kiểu anh không phải chụp một điểm, mà kiểu vừa đi chơi đi tới đâu cũng cắm chân máy chụp, rồi nhờ bạn bè chụp kiểu vậy. Thì mình cảm thấy là cái việc chụp đó nó cũng khá là vui. Thì sau khi mà cưới xong thì nói chung là cũng dư ra được cái khoản tiền nhỏ nhỏ. Thì lúc đó mình mới nghĩ là bây giờ mình thử đi chụp hình cưới, thử đi chụp hình cưới. Thì lúc đó mình mới lên Google, mình search thử coi ở trên thế giới người ta đang chụp như thế nào. Tại sự lúc mà mình chuẩn bị cưới thì mình search ở Việt Nam rồi, mình thấy na ná nhau không. Thì khi mà mình quyết định là mình sẽ chụp hình cưới, mình mới search, thì nó mới lòi ra một cái trang web nó gọi là phyllisphotographers.com. Thì khi mà anh lên đó thì kiểu nó là một cái chân trời gì đó mới luôn. Đó là những cái bức ảnh mà mình không nghĩ là wow, ảnh cưới nó có thể đẹp như vậy, nó có thể nghệ thuật như vậy, nó có thể giàu cảm xúc đến như vậy. Thì nghĩa là mình nhìn thấy, mình thấy đây là cái đường, những cái tấm hình cưới mà mình sẽ rất là muốn mình chụp được như vậy. Thì lúc đó là khi anh vừa bắt đầu, gọi là vừa bắt đầu mà chụp hình cưới á, là anh đã follow trên cái trang đó. Thì thật ra cái trang đó thì đương nhiên thì thời gian đầu mình không đủ tự tin để mình tham gia vào cái hiệp hội đó. Tại vì mình nhìn thấy những người trên đó chụp, ai chụp cũng xịn hết. Thì đừng nói tới chuyện là được một cái giải thưởng trên đó. Có nghĩa là giống như là mình nhìn thấy gì đó, một cái tượng đài rất là cao khi mình mới bắt đầu. Thì khi mà mình học, bắt đầu mình chụp, thì thời gian đầu khi chụp thì cũng gọi là copy. Coi trên đó chụp như thế nào, copy lại như vậy. Thì mình cứ copy một thời gian thì mình thấy là nó cũng không ổn, mình cứ copy vậy hoài cũng không được. Thì mình mới nghĩ bây giờ mình phải làm sao mình thay đổi cái tư duy của mình đi. Mình làm sao mình phải đi học. Mình phải đi học từ chính những cái người mà mình đang ngưỡng mộ đó, những cái người mà đang rất là giỏi, top ở trên đó đó. Mình phải làm sao mình để dành tiền mình đi học được những người đó. Đó, thì khi mà bắt đầu mà mình có khả năng mình đi học những người đó rồi thì bắt đầu mình đi về. Thì sau khi đi học xong về thì mới bắt đầu chụp được những cái tấm hình mà nó mang những cái hơi hướng gì đó của cái bản thân mình. Và năm 2018 là sau khi anh đã học cũng một số những cái workshop cũng khá khá rồi, thì là lần đầu tiên anh được một cái giải thưởng trên Phyllis. Và em biết là một cái giải thưởng Phyllis thì nó mỗi một cái cuộc thi như vậy thường là nó đâu đó khoảng tầm 10-20 ngàn tấm ảnh của toàn bộ wedding photographer trên toàn thế giới gửi về, và chỉ có đâu đó khoảng tầm 100-mấy chục tấm là được giải thôi. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà đoạt giải rất là thấp. Thì mình nhìn những cái tấm đoạt giải ngày xưa, mình luôn luôn mình ao ước là có một ngày đó mình có cái giải thưởng đó. Thì anh nói tên là lần đầu tiên mà anh được giải Phyllis là kiểu anh hú hét lên, anh giống như là mình sướng lắm, cái niềm vui nó vỡ òa. Và thì đó, thì sau đó bắt đầu anh lại tiếp tục anh đi học học của nhiều người khác nữa, và bắt đầu cái việc mà có giải thưởng nó trở nên dễ dàng hơn đối với mình. Thôi để em hỏi cho anh một câu hỏi nữa mà cũng là câu hỏi chung chung khi mà rất nhiều khách mời tới podcast của Camera Tinh Tế đi, là bây giờ một ngày của anh nó trôi qua như thế nào? Thật ra nó là như vậy. Bản thân anh khi mà ngày xưa khi mà anh quyết định là anh bỏ hẳn cái nghề kiến trúc sư để anh làm cái nghề mà như anh gia, là vì thật sự là anh thích cái cách làm việc của một freelance, một cái người rất là gọi là tự do về thời gian. Thì thành ra là anh không thể nào mà là gọi là khoe với mọi người là anh là một người làm việc rất là nghiêm chỉnh, rồi kiểu giờ giấc này đó cụ thể rõ ràng. Thì nói thẳng là anh làm việc rất là tùy hứng luôn. Anh làm việc rất là tùy hứng, và kiểu sẽ có những ngày anh có thể làm việc suốt liên tục trong vòng 8-10 tiếng đồng hồ, và có những ngày anh nằm không, anh không làm gì hết. Hiểu như vậy. Nhưng mà nói chung một cái ngày mà bình thường, một cái ngày bình thường mà trôi qua của anh thì nó sẽ là như vậy. Sáng 6 giờ sáng dậy, chở con đi học, chở vợ đi làm,
xong bắt đầu quay về nhà. Thì khi mà quay về nhà thì khi mà quay về nhà thì lúc đó là sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho anh, nói chung là rất là nhiều lựa chọn cho anh. Nếu như mà anh đang có một cái dự án gì đó thì anh sẽ ưu tiên anh tập trung anh làm cái đó trước. Còn nếu như mà kiểu là lúc đó cũng thời gian cũng đang khá là rảnh không biết làm gì thì anh sẽ rất là nhiều lựa chọn, tại vì bản thân anh có rất là nhiều những cái thú vui, những cái môn thể thao. Thế anh bản thân anh là một người gọi là nói chung là cũng mê thể thao, thành ra là chơi cũng được nhiều môn. Thì hôm nào anh buồn thì anh có thể đi tập golf, anh có thể đi tập bóng rổ, đi chơi bóng rổ, đi kiếm kèo chơi bóng rổ với mọi người, hoặc là anh đi tập gym, hiểu vậy. Xong rồi lại buổi có những ngày mà kiểu là hứng lên thì có thể xách máy đi làm vòng ngoài đường chụp. Là cung canh tới khoảng tầm 4-5 giờ chiều về đón con về, là buổi tối lại ở nhà. Kiểu như vậy. Cuộc sống nó cũng lành mạnh à. Cũng có thể gọi là lành mạnh, tại vì nó cũng một tuần thì sẽ là có thể là 1-2 ngày là tụ tập bạn bè anh em. Nói chung thì anh cũng khó khá là nhiều các cái mối quan hệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tại mình chơi nhiều thứ mà. Nhưng mà thì có những tuần kiểu người ta cũng mời rồi lũ ghê liên tục, nhưng mà một tuần thì mình chỉ đi maximum là hai cuộc hẹn. Tức là tự giới hạn bản thân mình luôn. Tự giới hạn bản thân mình chứ không có kiểu là ai rủ cũng đi, ngày nào cũng đi kiểu vậy. Tại vì em thấy là ví dụ như tính cách của anh nó rất là sôi nổi. Ví dụ như em nói chuyện với rất là nhiều anh em, ví dụ như trong cái circle của anh em mình đi ha. Ví dụ như là anh Tuấn thì hơi cầm tính. Thì hình của anh Tuấn nó có một chút gì đó nó hơi dịu dàng, nó hơi nhẹ nhàng. Còn của anh tính cách anh sôi nổi. Em nhìn hình anh nha, là em vô một cái là wow, nó sặc sỡ và nó rất là sống động, nó bắt mắt. Thì anh nghĩ là cái tính cách nó có ảnh hưởng tới cái phong cách nhiếp ảnh của anh không? Câu trả lời là chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Thì thật ra cái thời gian đầu khi mà anh mới biết chụp hình đó, anh không nhớ là anh có một cái người anh nào đó, thật sự tới bây giờ anh cũng không nhớ là anh nào đó từng nói với anh cái câu đó, nghĩa là mày cứ chụp đi, sẽ tới một cái thời điểm nào đó người ta nhìn vô hình của mày, người ta sẽ biết là đây là mày chụp, và người ta sẽ biết được là cái tính cách của mày như thế nào thể hiện qua hình ảnh luôn. Thì ra cái thời gian đầu khi mà mình bắt đầu á, mình bị cái tình trạng như anh nói là gọi là copy. Thật sự cái đây cũng là cái lỗi của rất là nhiều những cái bạn khi mới bắt đầu, là kiểu thích một cái anh nào đó sẽ copy theo cái cách chụp, copy theo cái góc chụp này nọ của họ để tạo ra sản phẩm. Thì khi mà cái giai đoạn copy đó thì chắc chắn là mình không thể nào thể hiện những cái gì mà nó cái tôi của mình trong đó rồi. Thì thật sự là khi mà anh trải qua cái giai đoạn đó rồi, và cái workshop đầu tiên mà anh tham gia cái workshop mà năm 2017 là anh bay qua Canada, anh học với hai vợ chồng Two Men. Thì sau cái workshop học về kiểu là anh, cái tư duy anh thay đổi hoàn toàn. Và anh chụp mọi thứ theo cái cảm nhận của mình, chứ không còn kiểu là nhìn thấy cái anh đó xử lý như nào và bắt chước xử lý như vậy. Thì thành ra là cái hình của anh nó cũng thay đổi. Nó cũng có những bước chuyển, mà thật sự là nếu như mà bạn nào mà theo dõi anh đủ lâu sẽ thấy là anh cái hình của anh từ 2017 cho tới bây giờ luôn, nó cũng trải qua nhiều cái sự thay đổi, và cái sự thay đổi đó nó cũng phản ánh một phần cái tính cách của mình trong cái cuộc sống luôn. Cái nhận định của mình, cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống nó thay đổi, thì cái hình của mình nó cũng dần dần nó thay đổi luôn. Em có thấy anh nhắc về việc học, bản thân em cũng thấy anh là người đi học rất là nhiều. Em dù là follow về Facebook hay là xung quanh cuộc sống của anh nó không quá lâu, nhưng mà em thấy anh đi học rất là nhiều. Thì cái chuyện anh cứ liên tục đi học vậy, từ chị Maika cho tới là anh Hải, thì nó có giúp được nhiều anh tự bản thân anh thấy là những cái workshop đó hay là những cái buổi học đó nó giúp những người mà đã định hình được phong cách như anh hay là nổi tiếng như anh nhiều không? Thật ra là rất là nhiều, rất là nhiều. Và đôi khi cái việc mà anh đi học, cái thời điểm hiện tại này, cái việc mà anh đi học á, ngoài cái việc là nâng cao kiến thức, một phần là có thể là anh xem đó giống như là một cái dịp để gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ anh em, hoặc là gặp gỡ những người mà cùng chung cái chí hướng với mình, chứ không nhất thiết là phải học là để tìm một cái gì đó mới liền. Thật sự là không phải là khoe nha, nhưng mà trong từ năm 2017 tới bây giờ thì anh tham gia đâu đó chắc khoảng 20-30 cái workshop khác nhau. Em thấy cả trong nước, ngoài nước, online luôn. Đúng rồi, nói chung là của các cái photographer trên toàn thế giới luôn. Và cả những người anh, người em ở trong nước luôn. Thì tại sao lại học nhiều như vậy? Nó cũng có nhiều người hỏi là sao tự nhiên thấy mày học dữ. Đặc biệt là những người bạn của anh, những người bạn mà không có làm trong cái ngành của anh, những người ở ngoài họ cũng thấy là mày cũng có tiếng rồi mà khôi, mày cũng ok rồi, có giải thưởng rồi, sao mày cứ đi học hoài. Thì một cái chia sẻ rất là chân thật của anh nó là như vậy. Đối với anh, cái việc học nó không bao giờ là đủ hết. Và cái việc học nó thật sự nó đem lại một cái niềm vui cho anh.
thật sự cái chuyện đó nó chỉ đến với anh sau khi anh tham gia cái workshop đầu tiên năm 2017 ở Canada với hai vợ chồng Two Men. Thì ở trong cái workshop đó có những cái photographer ở các nước khác nhau đến học. Thì ở có những người là họ đã rất là giỏi rồi. Thậm chí là có những người họ thuộc dạng là top ở cái địa phương của họ rồi. Nhưng mà họ vẫn tham gia học. Thì mình mới nhận thấy cái chuyện đó là cái việc học đối với họ là nó là cái gì đó, là kiểu nó thành một cái thói quen hay là cái tính cách của họ như vậy. Và anh có nhận thấy một cái rất là hay, đó là họ học hỏi lẫn nhau nha. Chứ không phải chỉ việc là khi mà tao tới tao học mày là mày là thầy, là sau này là mày không có đi học một số của tao không. Ở bên đó anh thấy rất là hay, đó là anh từng học những cái workshop mà hôm nay người này là thầy dạy. Hôm sau một cái bạn học viên trong đó mở lại một cái workshop khác, và chính những cái người thầy đó quay lại học những cái workshop của những cái bạn học viên đó. Thì cái level giữa cái chuyện là thầy với lại trò trong đó nó không có rõ ràng, mà kiểu nó là học hỏi tất cả, học hỏi lẫn nhau. Và khi mà mình tham gia những workshop đó, ngoài cái việc là mình học từ cái người mentor, cái người chính đứng dậy, mình học được từ rất là nhiều từ những cái người học chung với mình. Và thêm một cái nữa là mình mở rộng được những cái mối quan hệ, nghĩa là mình có những cái connection với những nhiều người khác nhau. Thì anh thấy chuyện đó rất là thú vị. Rồi một số lúc khi mà kiểu mình làm việc quá nhiều đi, mình bị cuốn vô cái công việc, thì anh xem cái việc học một cái buổi học, một cái workshop ngắn hạn nào đó, giống như là một cái thời gian mà để anh tạm ngưng cái công việc và anh tìm lại những cái hứng khởi, những cái niềm vui khác. Phải có những cái hứng khởi đó thì quay trở lại công việc nó smooth hơn. Đúng rồi. Và thực sự anh tham gia hai mươi mấy cái workshop, nhưng mà hầu như không có những cái workshop mà gọi là kiểu là nói về kỹ thuật. Không nói nhiều về kỹ thuật, không phải kiểu là tới cái workshop đó là học là tao sẽ chỉ mày set đèn, tao sẽ chỉ mày sử dụng cái lens nào, xài cái chiêu gì để ra tấm hình đó, không có. Hầu như tất cả những workshop anh học, anh đều chọn lựa những workshop nào người ta dạy nhiều về tư duy. Nên người ta dạy về cái cách là tại sao ở cái thời điểm đó tôi lại chụp tấm hình đó, tôi nghĩ cái gì mà tôi chụp tấm hình đó, và tấm hình đó đối với tôi nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chứ không phải kiểu là tới đó tôi làm sao để tôi chụp được tấm hình đó, mà tôi nghĩ cái gì khi tôi chụp tấm hình đó. Và đó là những cái mà workshop anh thích. Đó, thì anh không có thích những cái workshop mà kiểu tới rồi mướn bạn mẫu đẹp thiệt đẹp, xong rồi chụp anh em súng vô chụp, cuối cùng về ai cũng có hình hết. Nhưng mà hình ai cũng giống nhau, cuối cùng ai cũng giống nhau hết. Còn những cái workshop anh học thì thường nó sẽ thiên về cái hướng là tư duy nhiều hơn. Và anh thích tham gia những cái buổi conference ở cái tổ chức mà Phyllis hồi nãy anh có nhắc đến đó. Thì hồi trước dịch đó, họ tổ chức những cái buổi conference rất là đều, hầu như là mỗi năm một lần. Và cái conference đó là kiểu 2 ngày. Và đâu đó khoảng tầm 300-400 photographer. Em nhớ là 300. Toàn thế giới. Đúng rồi. Tập trung về. Và mỗi một cái conference đó sẽ có khoảng 8 diễn giả. Nghĩa là sẽ có 8 người lên phát biểu tên nói. Thì mỗi diễn giả họ chỉ nói về một khía cạnh nào đó. Nó không phải, nó có thể nha, nó không có liên quan gì tới nhiếp ảnh luôn. Nhưng mà nó lại rất là truyền cảm hứng cho mình. Anh nhớ có những cái chủ đề là cái vòng đời của một bức ảnh. Và có bao giờ có ai nghĩ là bây giờ tôi chụp xong một tấm hình đó, hình cưới đi, tại vì Felix là chuyên về hình cưới, thì bây giờ một cái tấm hình cưới đó chụp xong mình sẽ làm gì với nó hay không? Tại vì có ở Việt Nam anh thấy rất là nhiều bạn có cái quan điểm là chụp hình cưới làm gì, phí tiền. Đúng rồi. Chụp xong rồi cũng quăng, không có coi lại, thậm chí là lâu lâu xuất hiện những cái tấm hình vui trên mạng là những cái tấm ảnh cổng đó, chụp xong rồi quăng vô thùng rác kiểu vậy. Đúng rồi. Cảm giác là họ chưa nhận ra được cái giá trị thật sự của ảnh cưới, và họ chưa có trân trọng cái giá trị của ảnh cưới. Thành ra là anh thích đi nghe những cái thứ đó. Nó cũng đem cho mình những cái gì đó nó rất là cảm hứng, truyền cảm hứng. Lúc mình về cái mình kiểu hừng hực cái khí thế, mình lại hứng thú thì mình đi chụp. Em thấy là gần đây anh có học thêm về Wyckoff nữa. Tại sao anh lại học cái đó ta? Ok, nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Tại vì cái Wyckoff đó là một cái phương pháp của trading. Thì nó là một cái nhánh hoàn toàn khác, nó không liên quan tới nhiếp ảnh hết. Tại vì thật sự thì bản thân anh nó có những cái thăng trầm. Và từ sau dịch á, là kiểu anh có chia sẻ cũng khá là nhiều lần trong các cái buổi mà talk show và mọi thứ, thì là mình bị tụt mood và mình bị cái
cái công việc của mình nó bị đau xuống, thành ra là mình phải tự bản thân mình phải tìm thử những cái công việc nào đó khác, những cái thứ nào đó khác để mình giữ và mình nuôi dưỡng cái đam mê nhiếp ảnh đó. Thì bên cái đó là một cái nhánh riêng nữa, một cái thứ gì đó khác. Anh học thêm, anh đang trong những cái bước đầu tiên anh học thôi. Ok, thôi quay trở lại với chủ đề hình cưới đi. Thì em thấy là hình hầu hết tất cả, không phải hầu hết mà gần như toàn bộ những cái bức hình mà về ảnh cưới, về chuyên môn của anh đăng lên cô dâu chú rể và những cái setup hay là những cái thứ gì đó liên quan tới ảnh cưới, nó rất là lộng lẫy. Thì đó là do cô dâu chú rể đẹp, do người ta setup đẹp hay là do anh chụp đẹp? Chắc là tại vì em full lên đủ lâu. Anh có một cái điểm khá là vui, đó là như vậy. Hồi năm 2018 thì anh có một cái điểm khá là buồn cười là anh có một cái team của anh gọi là team College Studio, thì nó có 4 thành viên. Năm 2018 nó có 4 thành viên thôi. Cách làm việc của team anh nó hơi đặc biệt, có nghĩa là mỗi bạn trong team á sẽ có một cái portfolio riêng và post, mọi người cùng để portfolio lên website. Thì khi khách hàng họ truy cập vô cái website College Studio á, họ sẽ là người chọn photographer nào chụp cho họ. Nó hơi khác với cách làm việc của các studio khác, là kiểu ở tới book xong rồi cái ông chủ đó ảnh sẽ phân show cho người này người kia chụp. Thì khá là buồn cười là trong cái team của anh có một cái bạn chụp, cái khách của bạn đó toàn bộ là những bạn kiểu rất là xinh gái, rất là đẹp, hot girl, những bạn giống như hơi công chúa tí xíu thì lại thích, nên là hình của bạn rất là nhiều như vậy. Còn bên anh á thì lại là hầu hết nha, là những khách mà nói thì sự là ngoại hình họ không được đẹp, ngoại hình họ rất là bình thường, thậm chí có những người kiểu là họ tự ti. Họ tự ti với bản thân họ, họ cảm thấy là họ không được đẹp. Nhưng có một cái điểm rất là đặc biệt trong hình của anh, đó là họ nhìn thấy được cái sự tự nhiên. Có những cái khách hàng của anh á, họ không đẹp, nhưng mà cái cảm xúc mà họ thể hiện ra trong bức hình nó rất là thật. Nhìn vô là hiểu được là ở đây là cảm xúc rất là thật của họ. Và anh nói là có một cái thời gian rất là buồn cười là anh nói đùa là giờ cứ tới cô dâu đẹp là thấy bút một tướng chụp, còn mà cô dâu mà hơi xấu xấu cái nhảy qua bút anh chụp. là họ những người mà gọi là họ hơi tự ti tí xíu, họ tìm thấy được cái chuyện là tại sao những anh này anh chụp được những khách hàng khác cũng giống giống mình, mà tại sao họ rất là thoải mái, rất là tự nhiên, rất là thoải mái thể hiện cái cảm xúc ra và họ lại bút anh. Không, bản thân em thấy đẹp hay là do anh làm cho cái câu chuyện đó nó tự nhiên và bức hình đó nó show ra được cái sự hào hứng của họ trong một cái đám cưới, cho nên là nhìn vô là thấy người ta rất là đẹp, rất là lộng lẫy liền. Thực ra thì nếu như mà gọi là đẹp lộng lẫy thì anh lại thích là kiểu anh nghĩ là hình của anh thì nhìn vô người ta sẽ cảm xúc của người ta là chân thật. Những cái thứ cảm xúc mà trong bức hình của anh chụp là đó cũng là những thứ mà anh hướng tới, là anh tìm những cái cảm xúc thật, những cái gì đó nó thật. Thì đôi khi trong một bức hình, anh thì bản thân anh mặc dù là mang tiếng là chụp những cái đám nó cũng đắt tiền rồi thứ, nhưng mà nói mà gọi cái chữ mà lộng lẫy á, thì đám cưới, những cái đám cưới mà anh chụp chưa có cái đám cưới nào mà gọi là thật sự lộng lẫy nha. Nó ở mức bình thường. Tại vì lộng lẫy ở đây là thường em sẽ nghĩ tới là khi đến cái đám cưới đó là sẽ thấy wow, đề co rồi này nọ thứ, hoa rồi địa điểm tổ chức rất là sang trọng, thì khách mời xịn sò là thứ, thì đôi khi mình sẽ thấy là ở cái đám cưới rất là lộng lẫy. Còn cái những cái đám cưới mà anh chụp á, những cái phần mà về đề co, những cái phần mà mọi thứ nó nằm ở mức gọi là không quá là hoành tráng. Nhưng mà có một cái mà anh khá là tự tin trong hình của anh, đó là cảm xúc mà anh bắt được là luôn luôn là cảm xúc thật. Và những cái tấm hình đó nhìn vào người ta sẽ cảm, có thể là người ngoài người ta có thể cảm lại được luôn là ở cái thời điểm đó cô dâu chú rể người ta đang cảm thấy như thế nào. Đó là cái mà anh hướng tới. Nếu vậy thì theo anh thì đâu là một cái bộ hình cưới mà nó gọi là đẹp? Anh cũng có từng chia sẻ khá là nhiều trên cái website của anh, trên cái Facebook nọ thứ. Thì thật ra anh cái này cũng là một phần là anh cảm nhận và một phần là anh cũng học được từ những cái workshop mà anh đã từng tham gia. Thì ra khi nhắc tới hình cưới á, nó sẽ có hai khía cạnh. Nó sẽ có hai khía cạnh và hầu như người ta sẽ đều mong muốn hai khía cạnh đó. Thứ nhất là beautiful photo, là những tấm hình nó mang cái đẹp về hình thức. Và thứ hai là meaningful photo, nghĩa là những tấm hình nó giàu ý nghĩa. Hầu như ở Việt Nam mình á, khách hàng ở Việt Nam thì lại đang khá là quan tâm một cái beautiful photo. Có lẽ là họ vẫn muốn là ở trong cái tấm hình đó họ phải đẹp. Thì cái đó là một cái mong muốn rất là bình thường và rất là đúng, nghĩa là chả ai muốn mình xấu trong ngày cưới hết, đúng không? Thì ai cũng muốn là đám cưới là một cái dịp mà mình được mặc đồ lộng lẫy, mặc đồ đẹp, thì họ vẫn muốn những tấm hình đẹp. Nhưng mà đôi khi là họ quá chú trọng vào cái việc đẹp mà họ quên đi cái việc là họ thật sự họ tận hưởng cái đám cưới của mình.
Thật sự đám cưới là một cái dịp mà nó rất là đặc biệt, một cái dịp mà để cho mình gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ người thân, một cái cột mốc rất là quan trọng trong cái cuộc sống. Thì tại sao mình lại cứ phải chăm chăm là hôm đó mình sẽ phải như thế nào? Là họ luôn luôn có rất là nhiều khách, đương nhiên không phải khách của anh, khách của những bạn học viên anh này. Họ luôn luôn nghĩ là nếu mà trong ngày cưới, khi mà tới chụp hình cưới, khi mà có cái anh nào đó tới chụp hình cái ngày cưới của họ, thì cái anh đó phải chỉ cho họ phải làm cái gì. Nghĩa là phải chỉ cho họ là mình sẽ phải ngồi make up như thế nào, mình sẽ phải sờ cái váy mình sao, rồi đụng vô chỗ này, đụng vô chỗ kia làm sao để chụp những tấm hình cho nó đẹp. Yeah. Nghĩa là họ vẫn đang mong chờ là một cái bộ hình là ra là họ phải đẹp. Và lúc đó thì đôi khi họ lại quên mất một cái chuyện, đó là cái cảm xúc của mình trong ngày cưới nó như thế nào. Kể cả những người bạn của em gần đây, tụi nó mới làm đám cưới cách đây 2-3 tuần, và em có đi tham dự từ cái buổi lễ rước dâu cho tới buổi chiều hôm đó, là đi ăn đám cưới ở nhà hàng, tất cả mọi thứ nó đều vẫn mang cái nét truyền thống là photographer bảo sao thì cô dâu chú rể và gia đình hai bên, tất cả mọi thứ đều diễn như vậy. Kể cả tụi em là phụ dâu phụ rể hay là đi bưng quả các thứ cũng nói sao là diễn như vậy. Vậy thì em hỏi tiếp là khi mà anh chụp đám cưới như vậy, có những cái thứ gì nó anh cảm thấy là rất là khó khăn để đối với một cái photographer cưới không? Thì đó, cái thực sự cái mà anh nói là hiện tại hầu hết khách hàng ở Việt Nam họ vẫn đang bị nặng hơn về cái hướng gọi là beautiful photo. Yeah. Và họ quên đi cái là meaningful photo. Thì thực sự những cái tấm hình mà nó có ý nghĩa, nó mới là những cái tấm hình mà sau này mình xem lại, nó mới đem lại cảm xúc cho mình. Yeah. Mình mới biết được là cái ngày hôm đó mình đã cảm thấy như thế nào. Nó có những cái câu chuyện, những cái mẩu chuyện vụn vặt trong cái ngày cưới. Yeah. Mà thường là mình sẽ không biết, bản thân cô dâu chú rể sẽ không biết là những cái chuyện đó đã xảy ra luôn. Nhưng mà sau này khi mà nếu mà có cái người nào đó đến mà ghi lại, thì anh nghĩ là cô dâu chú rể sẽ thật sự là giống như là có một cái cơ hội để giống như là sống lại cái ngày cưới đó thêm một lần nữa. Yeah. Có thể xem lại được, có thể biết được là thật sự cái ngày hôm đó bạn bè người thân của mình đã làm gì. Yeah. Đã cảm thấy như thế nào. Yeah. Và thậm chí có những tấm hình là mình đã cảm thấy như thế nào. Đó là cái trong khi cưới nha. Trong khi cưới. Dạ, còn trước và sau khi cưới thì nó có những cái khó khăn nào khác không? Thì nói về hình cưới nãy giờ mình nói cũng hơi chung chung. Thì ra nay nói về hình cưới, nó sẽ có là pre-wedding, tức là những cái tấm ảnh mà chụp gọi là chân dung của cô dâu chú rể trước đám cưới. Và cái thứ hai là gọi là wedding day, actual day, thì là chụp trong ngày cưới. Thì những cái mà anh nói meaningful photo thì là những cái tấm hình mà chụp trong ngày cưới ha. Thì cái việc là chụp hình trước đám cưới, pre-wedding, thì thật ra ở Việt Nam cũng đang bị nghĩ là mình sẽ bỏ rất là nhiều tiền để mình đến những cái địa điểm sang trọng, mình thuê những cái máy đắt tiền để mặc vô mình lộng lẫy như công chúa, và mình sẽ diễn như là một diễn viên thời trang hay là một cái hoa hậu gì đó để mình được những cái bộ hình nó lung linh. Thì thật sự thì đó là một cái nhu cầu thích đáng thôi, ai cũng muốn được đẹp. Thì thật ra, nhưng mà theo anh, theo cá nhân anh, thì sau này khi mà mình xem lại 5 năm 10 năm mình xem lại, mình nhìn tấm hình thôi, mình chỉ thấy là ở cái thời điểm đó mình đẹp thôi. Yeah. Chứ còn mấy cái câu chuyện thật sự ở đằng sau những tấm hình đó đó, yeah, thì sẽ là gì? Sẽ là phơi nắng, sẽ là rất là mệt, sẽ là đi chụp mà kiểu mệt, rồi sẽ phải đứng tạo dáng, phải diễn một cái nét mà nó không phải là mình. Yeah. Anh nghĩ đó là lý do mà tại sao nhiều người sau khi chụp hình cưới về sẽ nói là ở chụp cưới chán ổn, chụp xong chẳng sau này chẳng có xem lại đâu, nó buồn lắm. Nó không phải là buồn mà kiểu chả có gì để xem lại. Kiểu vậy. Thì anh thì lại anh đi theo cái hướng nó hơi khác, là khi mà anh đi chụp pre-wedding á, anh cũng sẽ cố gắng gọi là tạo ra được những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm đằng sau cái tấm hình đó, để làm sao sau này khi mà họ xem cái tấm hình pre-wedding của họ, ngoài cái việc chân dung họ đẹp như thế nào ra, họ phải nhớ lại được cái câu chuyện đằng sau tấm hình đó là cái gì. Giống họ đã cảm thấy như thế nào. Tức là anh có làm được một cái việc đó là khá là buồn cười, là khi mà anh đi chụp pre-wedding cho cô dâu chú rể, anh có thể làm cho họ khóc trước mặt anh. Anh từng chụp những cái tấm hình mà cô dâu rơi nước mắt khóc khi đi chụp pre-wedding. Thì anh chụp cái tấm hình đó, và sau khoảng 3 năm, sau 3 năm anh tác lại cái tên cô dâu, anh tác lại cô dâu đó vào tấm hình đó, anh hỏi là lúc này có nhớ lúc này sao mình khóc hay không. Thì cô dâu rất là nhớ, rất là cảm ơn mình về cái tấm hình đó, kiểu là tại vì anh đã khơi gợi một cái kỷ niệm, một cái, nói chung thì đó là một cái kỹ năng khi mà anh đi chụp, nhưng mà anh có khả năng anh tạo ra được những cái câu chuyện thực sự đằng sau những tấm hình. Thì những cái câu chuyện đó có thể người ngoài người ta sẽ không biết, nhưng mà đối với hai cái nhân vật trong ảnh á, khi mà họ nhìn vô họ sẽ biết, à
lúc đó tôi lại như thế nào, lúc đó chồng tôi đã nói cái gì, vợ tôi đã nói cái gì, mà tại sao tôi lại phản ứng như vậy. Thì đối với anh cái hình pre-wedding nó nên là những tấm hình như vậy, thì sau này mình xem lại mình mới thấy thích. Mình nhắc tới kỹ năng đó thì chắc là em sẽ không hỏi đi, để dành cho anh, để anh đào tạo các bạn học viên trong những cái lớp mà tính phí của anh. Đó là một cái quảng cáo ở trên Tinh Tế luôn. Tại vì em cũng có xem cái những cái livestream chia sẻ về cái bộ pre-wedding của anh á. Em cảm giác nó giống như là ví dụ như cái bộ ở châu Âu, anh có nói là cái bộ chụp 10 ngày á. Đó là một chuyến đi chơi và mình vô tình mình cảm thấy hứng thú với cái gì thì mình chụp cái đó và đi về, cả hai vợ chồng, cô dâu, chú rể, kể cả bản thân mình cũng rất là vui mà vẫn có rất là nhiều hình đẹp. Đúng rồi. Pre-wedding mà ở Việt Nam gần như là vẫn chưa thành hành, dù mình đã phát triển rất là nhiều rồi. Thật ra ở Việt Nam mọi người hiện tại nha vẫn đang tập trung và bỏ rất là nhiều tiền cho ảnh pre-wedding. Còn cái ảnh trong ngày cưới họ lại kiểu qua loa, họ nghĩ là thôi kệ sao cũng được, đám cưới chụp đại sao cũng được. Họ lại bỏ rất là nhiều tiền vô ảnh pre-wedding để họ có những cái bộ hình họ khoe lên là họ đã đẹp như thế nào, họ đã sang chảnh như thế nào. Cái đó là một cái khó khăn đối với anh, đối với bản thân anh đó là một cái khó khăn, tại vì cái cách làm nghề của anh nó hơi khác, cái tư duy về làm nghề của anh nó hơi khác, thành ra là đối với anh nó thể đó là một cái khó khăn. Theo anh quan sát trong 10 năm vừa qua thì ảnh cưới nó cũng theo trend, nó cũng sẽ có những cái trend nó lặp đi lặp lại. Có một cái thời gian họ rất là thích cái style đó, xong nó lại qua một cái trend mới, xong nó lại quay về lại cái trend đó. Như vậy thì anh nhớ không lầm thì khoảng 2018 á, là cái trend mà gọi là chụp ảnh cưới tự nhiên á, chụp ảnh cảm xúc á, nó lên ngôi rất là nhiều. Nghĩa là họ thích những cái tấm hình mà họ nhìn thấy được là họ vui tươi trong cái bức ảnh nó như thế nào. Còn bây giờ hiện tại theo anh quan sát thì họ lại lan quay về cái trend là thích biến mình thành một cái công chúa, hay là biến mình thành một cái người mẫu. Nghĩa là những cái tấm hình mà nhìn vô nó đậm chất thời trang, nó hơi hướng, nó hơi fashion tí xíu, và cô dâu chú rể sẽ pose những cái dáng rất là giống với lại người mẫu. Thì nếu vậy thì anh, khi mà anh đi chụp á, anh có nói là mỗi bạn trong team của Khô Lê thì sẽ có một cái portfolio riêng. Thì bây giờ ví dụ như anh đi chụp thì người ta book anh, thì anh đi một mình hay là có những anh em theo phụ nữa? Nếu mà là pre-wedding thì anh đi một mình. Hầu như là anh đi một mình, gần như là cho tới bây giờ luôn, 10 năm qua là anh chụp pre-wedding một mình. Tự set đèn, tự đúng rồi, các tự set đèn hết mọi thứ. Còn nếu như mà hình phóng sự thì thông thường sẽ là đi hai người. Thông thường sẽ đi hai người, tại vì nếu mà đám cưới ở Việt Nam thì em sẽ biết là nó sẽ có cái giai đoạn chuẩn bị ở nhà trai, ở nhà gái. Thì nếu mà đối với anh thì nếu mà gọi là để ghi lại hết tất cả những gì đã diễn ra trong cái đám cưới đó thì nên đầy đủ cả hai bên. Không có bên nào bỏ bên nào hết. Thì thành ra là thường sẽ là có hai bạn. Còn những cái đám cưới của nước ngoài á, mà khi mà họ qua Việt Nam họ làm á, thì thường là họ sẽ tập trung, họ gọi là chọn một cái resort nào đó chẳng hạn, họ tổ chức ở đó và cô dâu chú rể và người nhà sẽ cùng ở với chỗ đó để chuẩn bị luôn, getting ready luôn, thì anh có thể một mình anh chụp được hết. Giống như đó là cái đám cưới mới đây độc giới. Đó là cũng là một không, cái đó là hai người, tại vì cũng qua đây nhưng mà lại chuẩn bị ở hai nơi. Thì ra nó sẽ tùy thuộc vô cái chuyện là họ sẽ getting ready ở đâu, số lượng khách mời bao nhiêu, và họ đang mong muốn cái bộ hình của họ như thế nào. Thì thực ra trước khi mà khách book với anh thì anh có làm việc rất là kỹ về những cái đó. Thì anh sẽ phân coi là bao nhiêu người đi. Với lại người ta hay nói là nhiếp ảnh gia cưới thì phải vô hình trước mắt mọi người, thì anh có thấy đó đúng không? Lại nếu mà để vô hình thì làm sao vô hình ta? Ok, cái đó là anh nói là chụp ảnh trong ngày cưới đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chụp ảnh trong ngày cưới thì á, những cái anh mà nhiếp ảnh gia ở Việt Nam á, thì là như nãy giờ em có nói là thường là sẽ là kim luôn, anh hay nói đùa là kim luôn đạo diễn hình ảnh. Có nghĩa là đứng chỉ đạo vô đây làm này, làm này, làm này, mọi người làm này. Thì cái anh đó đâu cần vô hình, anh lúc nào cũng phải xuất hiện lù lù ở trong đó để chỉ mọi người làm này làm cái kia. Còn cái cách chụp của anh là cái cách chụp kiểu là không can thiệp, không sắp đặt, tất cả đều là những cái gì mà nó thật sự nó diễn ra. Cô dâu cảm thấy như thế nào, cô dâu thể hiện ra như thế nào thì anh chỉ ghi lại như vậy thôi. Thì để chụp được những thứ đó thì thật sự là họ phải không để ý tới anh. Có nghĩa là họ phải cảm giác được là nếu mà em cứ tưởng tượng là em là người bình thường mà anh đang sinh hoạt một ngày mà cứ có cái ông ấy cầm cái máy chụp hình chỉ vô mặt em hoài, người ta sẽ luôn luôn người ta sẽ gọi là có một cái dè chừng. Thì thật sự mà để chụp được đúng cái style của anh thì mình phải làm sao đánh tan được cái dè chừng đó của người ta.
và người ta quen với cái sự có mặt của mình tới cái mức mà gần như là vô hình. Nó là như vậy, là vô hình là như vậy, chứ không phải vô hình là kiểu nhiều bạn ở Việt Nam khi chụp phóng sự cưới nghĩ là sẽ núp núp ở đâu đó xong rồi dùng tele chụp canh những cái khoảnh khắc mà người ta khóc người ta cười gì đó, cầm tele chụp thì nghĩ đó là vô hình. Không đúng, cái vô hình trong đám cưới ở đây có nghĩa là khi mà bạn xuất hiện trong cái đám cưới, cô dâu chú rể và tất cả những cái khách mời, những cái người mà tham gia đám cưới đó, họ không để ý tới sự xuất hiện của bạn thì lúc đó mới thật sự là bạn vô hình. Thì làm sao để trở nên vô hình, thì cái câu mà anh rất là tâm đắc là the best way to invisible is always be there. Tức là cái cách tốt nhất mà để mình trở nên vô hình đó, là mình luôn luôn có mặt ở đó. Cho tới khi nào mà người ta không còn để ý tới mình nữa thì là mình trở nên vô hình rồi. Thường á, mấy bạn học viên của anh cũng hay hỏi là anh sao em vô chụp người ta cứ né em hoài à? Kiểu vậy, em vừa đưa cái máy lên là người ta né, người ta kêu thôi thôi đừng có chụp, kiểu vậy. Thì anh mới nói là mày phải làm sao mày thật sự mày hòa vô cái đám cưới đó bằng cái cách là khi có một cái hành động nào đó diễn ra trong cái đám cưới đó, thay vì mình rút máy ra mình chụp liền á, thì mình hãy tham gia trong cái hành động đó đi. Nói ví dụ như bây giờ cứ sáng sớm ha, ví dụ em tới nhà của cô dâu hoặc là tới nhà chú rể chụp cái mọi người làm việc buổi sáng chẳng hạn. Thì bây giờ làm sao mà mình tới mình chụp được, ghi lại, nhận lại được những cái hành động đó mà người ta vẫn thoải mái, người ta tự nhiên người ta làm chứ người ta không có dè chừng mình. Thì cách tốt nhất mà anh nói là khoan chụp đã, đi tới chào hỏi tất cả mọi người trong nhà xong rồi khi mà muốn chụp một cái gì đó thì đứng ở đó nói chuyện với người ta, hỏi han coi người ta đang làm gì. Ví dụ bây giờ mình vô bếp mình thấy cô gì chú bác đang ở dưới đó tất bật chuẩn bị này nọ thứ, đúng không? Thì thay vì mình móc cái máy ra mình chụp liền, người ta sẽ giật mình, người ta sẽ né hoặc là người ta sẽ không, thì mình đứng đó mình hỏi. Giờ mình hỏi sáng nay kiểu nhà sáng nay bác nấu món gì kiểu vậy, hôm qua anh giờ chắc cả nhà mình bận rộn dữ lắm đúng không kiểu. Thì khi mình đứng đó mình hỏi, hoặc thậm chí là mình có thể sắn tay qua mình phụ mình bưng cái này bưng cái kia đi chẳng hạn, thì bắt đầu khi mà họ bắt đầu họ quen sự có mặt của mình á, thì mà mình móc cái máy ra. Nhưng mà mình cứ đứng đó, mình vẫn đứng đó, mình vẫn nói chuyện với họ và lúc đó mình bấm thì lúc đó là họ sẽ quen với sự có mặt của mình và mình sẽ có thể mình chụp được rất là dễ như vậy. Đó. Nói về khó khăn nhiều à, chắc nói về niềm vui đi. Niềm vui khi chụp ảnh cưới là cái gì của anh á? Đối với bản thân anh, đối với bản thân anh, đúng rồi. Thì nói như vậy, cái niềm vui của anh mà khi chụp hình cưới á, đó là có thể là do anh là một người kiểu là rất là nhìn nó bụi bặm gai góc vậy thôi, nhưng mà anh khá là nhạy cảm với những cái cảm xúc của những cái người đối diện. Nghĩa là nếu như mà anh nhìn thấy một cặp đôi rồi đó mà người ta thật sự yêu thương nhau, người ta nói những cái câu mà yêu thương nhau chẳng hạn, mình có thể mình xúc động theo họ. Tức là không dưới 5 lần là anh từng chụp hình nha, anh nghe cái cô dâu chú rể mà đọc vào á, nói về những cái câu chuyện, những cái thứ mà họ đã trải qua rồi đó, mà kiểu mình cũng rưng rưng theo họ. Nghĩa là mình cảm được những cái cảm xúc của họ là thật. Và mình rất là vui khi mà nếu như mình ghi lại được những khoảnh khắc đó, mình ghi lại được những cái cảm xúc đó. Đó thì anh vẫn nghĩ anh vẫn đặt mình vô cái vị trí của khách hàng. Có nghĩa là anh là một người giống như là cũng có gia đình rồi, cũng hiểu được cái tầm quan trọng của ảnh cưới. Nghĩa là có những người họ nói là hình cưới sau này xem lại làm gì. Nhưng mà thật ra cái mà tới giờ anh tiếc nhất đó, là trong cái đám cưới của anh đó, anh không có người chụp lại. Anh không có người chụp theo đúng cái phong cách phóng sự mà anh đang theo đuổi tới bây giờ. Nghĩa là cái đám cưới của anh là lúc đó là chỉ có là một cái ông chú là kiểu cũng chụp giống như bây giờ, đạo diễn hình ảnh chỉ xếp hàng ngang ra chụp. Thì chỉ còn một vài tấm gọi là chụp bằng điện thoại của bạn bè chụp gửi cho mình xem kiểu vậy. Thì mình xem lại mình vẫn nghĩ là một cái người mà đã từng trải qua rồi mà hiểu được cái chuyện là cái cưới là một cái cột mốc của cuộc đời mình, nó rất là quan trọng, thì sau này mình xem cái tấm hình đó mình cảm thấy như thế nào. Thì thật sự cái niềm vui của anh là cái việc là cô dâu chú rể họ cảm ơn mình. Không phải là chỉ là sau cái đám cưới mình chụp xong cho họ là họ cảm ơn đâu. Anh có những cái khách hàng mà kiểu 3 năm, 5 năm sau họ vẫn cảm ơn mình, mỗi lần họ xem hình cưới họ vẫn cảm ơn mình. Vì mình đã ghi lại được những cái cảm xúc quá thật của họ. Có trở thành những người bạn của mình. Chắc chắn là trở thành những người bạn. Thì đối với anh bây giờ 10 năm chụp, nhưng mà anh ngồi anh thống kê lại, anh chụp đâu đó trên dưới 100 cặp à. Nó chỉ bằng, anh nói thiệt là chỉ bằng
một cái số của một cái studio mà gọi là trung bình ở Sài Gòn chụp trong vòng một tháng thôi. Đúng rồi, tại vì hôm bữa em ví dụ em cũng có xem những cái anh chia sẻ có những studio không ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì nó hơi nhiều người hay là nó hơi đông đúc quá, ở trên Đà Lạt. Em cũng thấy anh chia sẻ 70 show một tháng. 70 show một tháng. Ừ. Một con số rất là nhiều. Thì đó thì em nghĩ thì có nghĩa là tổng cái số mà anh chụp trong 10 năm nó chỉ bằng người ta làm trong một tháng. Kiểu vậy. Ừ. Nhưng mà nó có cái vui đó là hôm trước anh ngồi anh soạn lại hình cũ. Mỗi lần anh xem lại những cái tấm hình đó nha, những cái bộ hình của những cái cặp khách đó, bản thân anh lại được sống lại những cái trải nghiệm đó. Yeah. Và anh cũng cảm thấy vui. Yeah. Thì anh tin là khách hàng của anh khi xem lại những tấm hình đó, họ cũng sẽ có những cái trải nghiệm giống anh. Tức là anh xem tấm hình đó, anh đều nhớ lại được à, đằng sau cái tấm hình đó nó là cái câu chuyện gì. Yeah. Mình đã từng trải qua những cái trải nghiệm gì. Yeah. Mình đã từng được đi những cái thứ, những cái chỗ nào, những cái địa điểm nào. Mình đã cùng cô dâu chú rể đi qua những cái chỗ nào. Hoặc là trong những cái ngày cưới có những cái cặp đôi họ yêu thương nhau quá nhiều chẳng hạn, thì những cái khoảnh khắc đó mình nhớ được luôn là lúc đó họ nói cái gì. Yeah. Đó thì đó là nó một cái niềm vui của anh khi mà anh đi chụp, là anh vẫn hiểu được là những cái mà anh đem lại cho khách hàng nó có giá trị như thế nào. Yeah. Và anh nghĩ là không phải chỉ là trong thời gian ngắn mà cái thời gian dài, lâu dài về sau. Yeah. 5 năm hay thường nói là 5 năm, 10 năm mở ra vẫn nhớ thì đó mới là thành công. Chứ còn mà 5 năm, 10 năm vút luôn cái album không thèm xem thì nó hơi sai. Chắc là một câu hỏi cuối về cái chuyện chụp ảnh cưới đi. Là trước khi mình chuyển qua một cái chủ đề khác, là anh có cái lời khuyên gì cho những anh em mới theo nghề chụp ảnh cưới không? Hay là chung chung hơn là theo nhiếp ảnh chẳng hạn? Thật ra nếu như mà theo nhiếp ảnh nó khác hoàn toàn với theo ảnh cưới. Anh nói thật là như vậy. Tại vì thật ra rất là nhiều người nghĩ là chụp ảnh cưới là một cái ngành để kiếm tiền rất là dễ. Rồi như bạn nghĩ là chụp ảnh cưới sẽ kiếm tiền rất là dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là nhiều người suy nghĩ là tại vì ngày cưới là ngày trọng đại. Cho nên là nhiều người vẫn có suy nghĩ là họ sẵn sàng chi tiền. Và nãy giống như câu anh nói là trong pre-wedding nhiều người vẫn chi rất là nhiều tiền cho pre-wedding. Thì ngày cưới là cái ngày một đời của người ta, cho nên là họ sẵn sàng họ chi nhiều tiền. Thì cái quan điểm đó của anh nó sao? Anh không biết nha, ngoài cái việc là tiền bạc ra, nghĩa là ngoài cái việc tiền bạc thì vẫn như là nó là một cái phần thưởng cho cái cố gắng của mình, cho những thứ mà mình đã bỏ ra, chất xám mình bỏ ra, thì anh không nói về tiền. Cái bản thân anh khi mà anh đi chụp hình cưới thì anh vẫn nghĩ là ngoài cái việc tiền ra thì mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hứng thú như thế nào với cái công việc của mình. Thì bởi anh mới nói là nếu mà em hỏi là cái câu hỏi là lời khuyên nào cho bạn muốn chụp hình cưới hay là muốn đến nhiếp ảnh, đến nhiếp ảnh thì một cái lời khuyên khác, còn mà đến với hình cưới thì lại là một cái lời khuyên hoàn toàn khác. Vậy thôi mình gói gọn trong chụp hình cưới thôi. Ok, nếu mà nói chụp hình cưới ha, thì thật sự anh nghĩ cái lời khuyên của anh dành cho các bạn mà mới bắt đầu đi, đó là các bạn nên xác định thật rõ là mình sẽ muốn cái công việc của mình nó như thế nào. Tại vì nó có một cái hình mẫu chung mà anh quan sát trong suốt 10 năm qua. Tức là anh, thật sự anh thì cũng có dạy, anh cũng có mấy trăm, cũng cả ngàn học viên rồi. Thì một cái hình mẫu chung ha, cho hầu hết tất cả các bạn khi bước chân vào ngành cưới là như vậy: tập tệ chụp hình, tập tệ cầm máy ảnh chụp hình, xong vô tình bạn bè rủ: ê, tao chuẩn bị cưới, mày chụp cho tao mấy tấm. Sách máy đi chụp cho bạn bè, xong thấy chắc mình cũng chụp hình cưới được. Cái bắt đầu quay về chụp hình cưới, bắt đầu mở studio, bắt đầu thấy kiếm tiền dễ mà, tự nhiên đang đi chụp vui. Thật ra cái ban đầu ai cũng vậy, đến với nhiếp ảnh là vì vui. Thích chụp cái này chụp cái kia, chụp chân dung, chụp hoa lá nọ thứ, xong rồi một ngày đẹp trời sẽ có bạn bè rủ: ê, chụp giùm tao bộ hình cưới. Thì tại vì rất nhiều người nghĩ là chỉ cần biết chụp hình là chụp được hình cưới. Thành ra là cứ kêu là chụp cho tao bộ hình cưới. Thì đó, thì khi chụp được cho một cặp rồi, xong cảm thấy chắc mình cũng chụp được, bắt đầu em về mở studio chụp cưới. Thì có thể một số bạn sẽ học thêm để trau dồi kiến thức được đâu đó một cái khoảng thời gian đầu. Và khi mà các bạn bắt đầu gọi là có được cái lượng khách hàng ổn định rồi á, bắt đầu các bạn sẽ nghĩ tới cái chuyện là mở rộng ra, biến nó thành một cái business. Bằng cách là các bạn sẽ mở studio. Các bạn sẽ cho thuê thêm váy cưới, bắt đầu có dịch vụ trọn gói, make up rồi bla bla các thứ. Đúng thật là những bạn đó nếu các bạn làm tốt, các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Nhân nói đó, một tháng mà nếu mà một cái studio trung bình mà khá ở Sài Gòn đó, thì 50 show là chuyện bình thường. Nhưng mà đổi lại thì các bạn đó
sẽ không còn cái niềm đam vui khi chụp ảnh nữa. Yeah. Và đó là cái điều anh chắc chắn luôn, có nghĩa là rất nhiều bạn học viên của anh là chủ những cái studio lớn, thì khi mà đến học với anh chỉ nói em coi là bây giờ em chán chụp quá rồi, kiểu là anh giờ em làm sao anh truyền lại được cảm hứng cho em cầm máy em đi chụp. Nó ủa cái này không, tao không chuyện được, tại mày đang suy nghĩ là mày đang kiếm tiền mà, chụp cưới để kiếm tiền mà. Thành ra là họ sẽ làm sao để mọi thứ nó thành quy trình, nó thành gọi là 100 bộ, là làm 100 bộ giống nhau để cho nó quen. Và cái công việc của họ lặp đi lặp lại y chang như vậy, nhưng mà vẫn đảm bảo được là ok, kết quả nó ra tương đồng với nhau. Đúng rồi. Thì họ sẽ đảm bảo được chuyện là kinh tế. Dạ. À, thì lúc đó cái việc mà chụp hình cưới nó thành một cái công việc dần giống như là một công việc full time của họ. Như là họ ngày nào họ cũng cái làm việc của họ cũng là vậy. Sáng mở mắt ra đi chụp tới tối về đổ hình làm hình, sáng hôm sau lại mở mắt ra lại đi chụp. Yeah. Kiểu vậy. Hoặc là một số bạn thì khi mà chuyển qua làm chủ studio thì không còn chụp nữa. Yeah. Bắt đầu sẽ phân show cho người này người kia rồi ngồi nhà làm. Yeah. Thì đôi khi họ không còn cái niềm vui nữa. Thì đương nhiên cái đó là cái lựa chọn của mỗi người, anh cũng không có ý kiến ở đây, nhưng mà anh nói là những cái bạn mới bắt đầu, các bạn nên xác định rõ mình muốn như thế nào. Nếu như mà muốn kiếm thật nhiều tiền từ cái nghiệp chụp hình cưới này đi, thì hãy đi theo con đường đó. Thì cái việc mà các bạn học về nhiếp ảnh, học về ảnh cưới, nó đâu đó anh nghĩ nó chỉ khoảng chừng 30%. Các bạn không cần phải đào sâu về tư duy, không cần phải trau dồi kiến thức gì quá nhiều. Các bạn chỉ việc biết vừa đủ, và sau đó các bạn học hẳn về bên kinh doanh, học hẳn về cách làm marketing, học hẳn về cách mà điều hành nhân sự này nọ thứ, yeah, quản lý dòng tiền, vốn thu chi nọ, thì đó các bạn sẽ thành công trong cái việc là kinh doanh ảnh cưới. Còn nếu như các bạn muốn làm cái việc mà chụp hình cưới giống như là những Thái anh đang làm đi, chụp là phải thấy vui, mình khi mình đi chụp mình phải cảm thấy có niềm vui, thì là một câu chuyện khác. Yeah. Thì mình phải lúc nào cũng phải trau dồi bản thân mình, học càng nhiều càng tốt, tìm yeah. được từ tìm những cái người mà đang truyền cảm hứng cho mình, đi học từ chính họ, học từ chính những người mà thực thế họ đang làm những cái việc đó. Đó yeah. thì phải đi học như vậy, và phải trau dồi thêm những cái kỹ năng khác, không phải là kỹ năng về kinh doanh mà là kỹ năng về kiểu là kỹ năng mềm á, như anh nói, làm sao để làm việc với khách hàng, trao đổi với khách hàng, làm sao để họ cảm thấy thoải mái, họ tự bộc lộ cảm xúc của họ ra, kiểu vậy. Thì đó lại là một cái câu chuyện khác. Thôi tạm gác cái chủ đề chụp ảnh cưới nó qua một bên, bây giờ em sẽ hỏi một chút thiên về nó kỹ thuật hơn, là anh hay sử dụng cái lens 28, và em có loáng thoáng em nhớ đại ý cái câu trả lời của anh là bây giờ anh có nhắm mắt thì anh vẫn chụp được ở cái tiêu cự 28 đó. Thì đó là một cái tiêu cự yêu thích của anh, hay là nó sẽ làm cho những bức hình của anh đặc biệt, hay là như thế nào đó? Và ngoài cái tiêu cự đó thì anh còn một cái góc nhìn nào khác không, 35, 50, 70, 200 gì đó? Thì thật ra cái nhiếp ảnh như anh nói là trong suốt 10 năm qua nó cũng thay đổi, cái cách chụp của anh nó cũng thay đổi. Thì tiêu cự nó là một phần trong những cái thay đổi đó. Thì ngày xưa khi mới bắt đầu thì anh cũng chưa tìm hiểu kỹ, hoặc là chưa học đủ, thì anh cũng giống như mọi người là rất là thích xài tele để xóa phông, để chụp vô tấm hình nó nổi khối rồi các thứ. Thì ngày xưa thì rất là thích dùng tele, nhưng mà sau đó thì mình bắt đầu mình tìm hiểu sâu vô, rồi mình biết thêm về cái documentary, chụp ảnh tư liệu rồi các thứ, thì bắt đầu mình thay đổi về cái tiêu cự. Và trước khi anh dùng 28 thì anh đã dùng 35. Yeah. 35. Rồi sau 35 thì anh lại chuyển qua anh dùng 24. Trong một thời gian anh dùng 24 cũng khá là nhiều. Và cuối cùng thì bây giờ anh gọi là anh từ 2019 tới giờ là 4 năm là anh đang dính với 28. Anh rất là thích tiêu cự 28. Thì nói cái chuyện là nhắm mắt chụp cũng được, là thật sự là thật là như vậy. Nhưng mà nó không phải chỉ 28 không, mà là hồi xưa lúc mà anh chụp 35 anh cũng làm được chuyện đó. Yeah. Anh cũng hay dạy cho những bạn học viên, nó gọi là chụp mù. Chụp mù nghĩa là đôi khi mình không cần phải ngắm vào viewfinder, không cần phải nhìn vào live view. Mình cầm cái máy lên, mình ước chừng cái khoảng cách, mình có thể biết được, đương nhiên là không thể là chính xác 100%, nhưng mà đâu đó 90% đi, cái bố cục trong cái bức hình mình nó sẽ ra như thế nào. Mình nhích lên chút xíu nó sẽ như thế nào, mình nhích xuống xíu như thế nào. Thì ngày xưa khi mà anh đi chụp phóng sự á, anh cầm con D750, yeah, hai máy hai bên, một bên anh sẽ gắn 35, một bên sẽ gắn 85. Yeah. Thì khi có con 35 anh cầm anh chụp là hầu như anh không cần phải ngắm luôn.
anh nhiều khi anh nói chuyện, anh ngồi nói chuyện với em vậy, cái tay anh để ngay trước ngực và anh bấm là nó vẫn ra cái khung hình nó như nào trong đầu anh đoán được. Và anh có cái lợi thế là chiều cao. Thì đôi khi một cái hành động nó diễn ra vậy, anh không có góc chụp, anh có thể cầm cái máy đưa lên trên cao và anh chụp xuống và anh vẫn có thể lấy được cái bố cục nó gần giống với cái anh suy nghĩ. Thì thật ra đó là một cái mà anh cũng hay dạy các bạn học viên, là cố gắng thuần thục một cái tiêu cự nào đó dưới 50 để làm sao cho các bạn tạo thành được một cái nó gọi là cái cảm quan, cái cảm giác về tiêu cự. Cái cảm giác về tiêu cự có nghĩa là bạn có cái hành động này diễn ra, bạn không cần phải đưa mắt lên bạn ngắm, bạn mới canh cái bố cục, mà bạn có thể biết được là mình tiến vào cái khoảng cách bao nhiêu là nó ra được cái bố cục gần đúng với cái mình muốn chụp. Thì cái tiêu cự 28 là một cái tiêu cự mà kiểu nó cho phép anh hòa mình vào cái sự vật sự việc. Thì đó là cái anh thích, như là anh rất là thích chụp lại những cái tấm hình mà người xem á, người ta có thể cảm giác được mình là một phần trong cái bức ảnh đó. Mình thật sự hiện diện trong cái sự vật sự việc đó, chứ không phải là một cái tấm hình mà một cái người quan sát đứng từ xa xa chụp. Thì 28 nó cho phép anh tiến lại gần, cho phép anh hòa vào trong cái sự vật sự việc. Có phải đó là nguyên do anh đến với Lê Cao Quy không? Cũng là một phần, cũng là một phần, vì Lê Cao Quy nó cho phép anh chụp tiêu cự 28 đó. Chứ tiêu cự 28 thực ra Lê Cao Quy cũng là một cái thử nghiệm thôi. Có nghĩa là hồi trước đó thì anh xài cũng đủ hệ máy rồi, Canon, Nikon, Sony. Thì Lê Cao Quy là con mà anh mua năm 2019 thì anh mua con Lê Cao Quy. Thì chẳng qua là ngày xưa thì anh nghe tới Lê Cao thì anh nghĩ là nó là cái gì đó nó xa vời, nó không phù hợp với lại mà làm thương mại, làm chụp cưới. Rồi anh vẫn nghĩ trong đầu là chụp Leica là vì cái thương hiệu của nó thôi. Cho tới khi mà anh thật sự anh cầm Leica Q lên anh chụp, anh về anh đổ cái file của nó ra mới thấy là trời, hồi đó giờ mình đúng là kiểu mình non nớt mà mình không tìm hiểu, mà mình đánh giá một cách rất là chủ quan, hoặc là nghe người này người kia nói. Thì khi mà bắt đầu anh tìm hiểu về Leica và bản thân anh cũng thay đổi về cách làm việc, cách chụp, thì anh chuyển hết qua Leica luôn. Hai cái đó nó giống như là cứ tới đúng thời điểm thích hợp thì nó vào cảm giác là đúng thời điểm. Với lại khi mà em thấy hình của anh chụp á, em xem hình thì anh áp dụng rất là nhiều cái thủ thuật khác nhau, từ không gian âm cho tới đối xứng cho tới rất là nhiều thứ, thì đó là cái ý định mà mình đã có từ ban đầu, tức là một bộ hình cưới nào anh cũng sẽ đầy đủ những cái thứ đó, hay là không có cũng không sao, và anh thiên về cảm xúc nó nhiều hơn? Thật sự thì thời gian đầu là kiểu mình bị máy móc. Cái thời gian đầu nghĩa là mình nghĩ là một cái bộ hình nên có những cái tấm nó ẹt như vậy, nên có những tấm nó đặc sắc như vậy. Nhưng mà càng về sau này thì anh chụp mọi thứ nó thiên về cái cảm xúc của anh. Đôi khi ở cái thời điểm đó anh muốn chụp như vậy, anh cảm thấy nên như vậy là được, thì anh sẽ chụp như vậy. Chứ không, bây giờ anh thật sự khi anh đi chụp, anh không có một cái mong muốn hay một cái tiêu chuẩn gì trong đầu anh. Nhiều người vẫn nghĩ là anh đang cố để chụp theo cái này, cố để chụp theo cái kia. Nhưng mà cái chuyện đó thật sự đối với anh bây giờ nó thành một cái phản xạ, một cái phản xạ không điều kiện luôn. Có nghĩa là khi anh tới, anh nhìn cái sự vật sự việc đó, anh tự động anh biết sẽ chụp như thế nào. Chứ không cần phải là suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh chuyển hết qua hệ Leica, full frame của Leica, thì còn mỗi con mờ thì anh chưa xài. Không phải là chưa xài, mà tại sao anh lại không sử dụng nó trong những cái mục đích chụp ảnh cưới của mình, rồi chụp thương mại của mình? Này là tại vì em cũng chưa follow anh đủ lâu, chứ còn anh có một bộ ảnh cưới chụp 100% bằng hai con Leica phim, hai con Leica em luôn, một con M7, một con MB, lấy nét tay hoàn toàn và chụp bằng phim hoàn toàn, và anh vẫn chụp được theo đúng cái style mà anh muốn, như là bắt khoảnh khắc và kiểu mọi thứ nó rất là giàu cảm xúc. Một khách hàng yêu cầu hay là anh tự anh muốn chụp? Thật ra cái bộ đó là một, nói về cái bộ đó đi ha, nó là một cái thử thách bản thân anh tự đặt ra cho mình luôn. Có nghĩa là cái cặp đó là họ book hai bạn trong team của anh chụp. Như anh nói thì team của anh, khi mà khách thì sẽ tự được chọn photographer. Thì ra hai bạn đó thì là anh đã bay qua Singapore, anh chụp cho hai bạn đó một cái bộ pre-wedding rồi. Nhưng mà khi hai bạn đó về Việt Nam làm đám cưới ở Đà Nẵng á, thì hai bạn đó kiểu về kinh tế rồi thứ, thì hai bạn đó, anh cũng khuyên hai bạn đó giờ book hai người ở team anh đi. Hai người ở team anh chụp đi, anh sẽ đi theo, anh chụp giống như là một guest photographer. Có nghĩa là một cái photographer khách mời. Và hôm đó anh tự đưa cho mình một cái thử thách, đó là hôm nay tôi sẽ chụp một mấy phim, tôi sẽ lấy nét tay
tôi chụp mọi thứ bằng lấy nét tay và tôi sẽ không bấm theo kiểu là chụp liên tục nữa. Thì ngày xưa khi mà mình học chưa đủ lâu, mình chưa đủ trải nghiệm, mình sẽ bị lệ thuộc khá là nhiều vào thiết bị. Có là mình sẽ muốn là những cái máy nó hiện đại, nó bắt nét xịn, nó chụp liên tục được nhiều để mình không bỏ lỡ khoảnh khắc. Nhưng mà khi mà anh chụp cái bộ ảnh đó thì giống như mới hiểu là nó là gần như là tới cái giới hạn luôn rồi. Phải lấy nét bằng tay. Chụp tối đa, chụp xong một tấm phải lên phim. Chứ không phải kiểu là máy phim mà máy ô tô. Máy phim mà máy ô tô thực sự nó quá dễ. Vô cứ bấm lấy nét ô tô cũng chả khác gì máy số. Thì cái máy phim này là đúng cái kiểu là máy phim ngày xưa, nghĩa là lấy nét bằng tay và lên phim. Nghĩa là một giây em chụp được giỏi lắm luôn là được 2 tấm. Chụp cái lên phim chụp tiếp là giỏi lắm là được 2 tấm. Thì anh giống như anh thử cho mình là thử hôm đó mình sẽ, cái giới hạn mình nằm ở đâu. Thì may mắn cuối cùng là về cái bộ hình nó vẫn rất là ok, nó vẫn đầy đủ những cái mà mình theo đuổi. Thì sau cái buổi đó thì anh mới nói là anh khá là tự tin nói chuyện là bây giờ thiết bị, quăng cho anh cái thiết bị nào anh cũng có thể chụp được. Đó, thì nhưng mà tại sao lại không chọn Leica M để anh chụp mà anh lại chọn SL? Thì tại vì thật ra anh suy nghĩ lại là khi mà anh đi chụp hình cưới, dù gì đi chăng nữa thì cái SL nó cũng sẽ phù hợp với tính chất công việc hơn là Leica M. Leica M nó bị cái là cái lấy nét tay. Và anh sợ đâu đó, đương nhiên là mình cũng khá là tự tin với khả năng của mình đó, nhưng mà lỡ một cái thời khắc nào đó mình bị ao nét chẳng hạn, mà nó lại đúng ngay một cái thời khắc rất là quan trọng, thì đó là cái anh không muốn. Đó là cái anh không muốn. Thì anh nghĩ là cái SL mặc dù là nó có ô tô, dù gì chăng nữa nó cũng sẽ có ô tô, nó sẽ đỡ hơn cho mình trong những khoảnh khắc đó, nó sẽ không bị ao. Mình đá nhẹ qua một chút về cái sở thích cá nhân ấy, thì em biết là anh là một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp luôn, chơi cho tuyển thành phố luôn. Thì đó là, tức là anh đã không tiếp tục với đam mê bóng rổ nữa, anh đi theo con đường nhiếp ảnh. Thì anh có, bây giờ anh vẫn chơi bóng rổ thường xuyên, nhưng mà anh có bây giờ anh hối hận là anh sẽ đi theo bóng rổ thì biết đâu anh sẽ thành công hơn thì sao? Hay là phù hợp với anh hơn thì sao? Thật ra thể thao ở Việt Nam nó hơi, nó thật luôn là để mà sống bằng thể thao ở Việt Nam á, mà đặc biệt là bằng môn bóng rổ, thì cho tới bây giờ anh vẫn biết là không có ai được vậy. Thật sự là như vậy. Tất cả những bạn đồng trang lứa với anh á, những người mà cùng chung cái đội tuyển của anh á, đến bây giờ chỉ còn được 1-2 người là còn chủ lại chơi bóng rổ mà để kiếm tiền từ bóng rổ. Còn lại hầu hết là bắt đầu phải chuyển qua giảng dạy, chuyển qua làm những cái công việc khác. Thì anh chưa bao giờ hối hận. Nếu mà nói mà hối hận á, thì em phải hỏi anh là anh có bao giờ hối hận khi mà anh bỏ nghề ký giúp sư anh chuyển qua nghề chụp hình hay không? Tại vì bản thân anh ngày xưa khi mà anh nói với bố mẹ anh là con nghỉ nha, con không làm kiến trúc nữa, con sẽ chuyển qua chụp hình cưới chuyên nghiệp. Thì bố mẹ anh nói một câu là tại sao mày đang từ một ông kiến trúc sư mày lại chuyển qua mày làm một thằng thợ chụp hình? Danh giá hơn, ông chỉ là thằng. Chính xác. Thì đó là một cái mà làm anh kiểu là cũng khựng lại đó, cũng suy nghĩ, như là nói là ở cái thời điểm đó chẳng biết là mình quyết định như vậy là đúng hay là sai. Thì cho tới bây giờ thì anh vẫn nghĩ là đó là một cái quyết định đúng của anh. Tại vì ít nhất là trong 10 năm qua anh được sống đúng với con người của mình. Anh đã từng đi làm kiếm sư 4 năm mà, như là anh vẫn phải đi làm công việc là đi vô công ty ngồi từ sáng tới chiều 8 tiếng đồng hồ trong công ty. Thì bản thân anh cảm thấy nó không đúng với cái tính cách của mình, nó không đúng với cái tính là thích tự do, thích bay nhảy, thích phóng túng của mình. Thì thành ra là anh nghĩ là đó là quyết định, rồi tới bây giờ anh vẫn chưa hối hận. Nhưng mà đôi khi một vài lúc nào đó thôi, giống như cái đợt mà anh nói là cái đợt mà dịch vừa rồi nó làm cho cái công việc của anh nó bị gãy hoàn toàn, cái thói quen hàng ngày nó bị vỡ hoàn toàn luôn. Thì là kiểu khi mà đi họp lớp, đi họp lớp đại học, thấy những cái bạn bè của mình bây giờ bắt đầu họ thành công, bắt đầu họ, tại vì kiếm sư thì em biết là đâu đó khoảng tầm 30-40 thì bắt đầu cái thời điểm gọi là chín mùi của nghề kiếm sư, thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu có danh tiếng, thì đôi khi mình cũng hơi chạnh lòng một tí xíu. Nhưng mà khi mình tâm sự với những bạn đó, bạn nói mày điên hả, mày cũng đang rất là thành công trong cái lĩnh vực của mày, thì có gì đâu mà mày phải buồn. Như vậy đó. Mày nhắc tới câu chuyện thành công thì có thể nói là bây giờ anh đã quá thành công rồi. Cái danh tiếng nó đã vượt xa ra khỏi Việt Nam rồi, thì
Thì em biết là những photographer hay những người nghệ sĩ thì không nói quá nhiều tới cái danh tiếng của mình, nhưng mà theo anh thì để huyễn hoặc một chút thì anh có thể nói cho em hay là những anh em đang nghe podcast của Tinh Tế là điều gì có thể tạo nên được cái sự thành công đó theo anh? Anh chưa thấy mình thành công. Thật sự là anh chưa thấy mình thành công. Anh chỉ cảm thấy mình thành công với chính bản thân mình, là mình đã làm được những cái chuyện mà nó đem lại niềm vui cho mình. Mình được làm đúng cái đam mê của mình, mình được, và thậm chí là mình đem lại được giá trị cho khách hàng của mình. Thì đối với anh đó là thành công. Còn cái chuyện là anh được giải thưởng này, anh được giải thưởng kia, anh có được cộng đồng trong nước biết tới, cộng đồng nước ngoài biết tới, thì thật ra đối với anh nó không phải là cái mục đích của anh luôn. Nó cũng, anh cũng chẳng hướng tới cái chuyện đó. Có thể là do anh không suy nghĩ được đủ xa như vậy. Cái tính của anh á, thì thích chia sẻ. Anh rất thích chia sẻ, thì ra là anh được nhiều người biết đến một phần là vì ngày xưa anh rất là thích chia sẻ. Năm 2016-2017 khi mà anh mới bắt đầu là chụp những cái thứ lạ lạ, là anh đã làm những cái group và anh chia sẻ cho những bạn mà thích cái đó. Và anh chia sẻ free. Anh làm cái group mà kiểu cho mọi người cùng cái chí hướng mình làm chia sẻ free. Và anh luôn luôn nghĩ là phải tạo ra được một cái thế hệ gọi là photographer gọi là văn minh. Next app. Trước next app nữa. Trước next app là anh có một cái gọi là next generation Việt Nam wedding photographer. Có nghĩa là cái mong muốn của anh ngay từ thời điểm bắt đầu là anh muốn thay đổi được cái tư duy của những bạn làm nghề chụp hình cưới. Thậm chí là thay đổi cả cái góc nhìn của những cái người ngoài nhìn vô cái nghề chụp hình cưới. Nói đâu xa, đó chính là bố mẹ anh. Tại vì ngày xưa đó ràng họ có cái sự so sánh là ông kiến sư với thằng sợ chụp hình. Trong khi anh cảm thấy là khi làm việc với những khách hàng ở nước ngoài, họ cũng rất là trân trọng mình. Thì tại sao những cái người trong nước đây họ lại coi nhẹ cái nghề chụp hình cưới? Đó, thì anh luôn luôn đau đầu nghĩ là bây giờ mình phải làm sao mình thay đổi được cái sự đó, cái nhìn nhận đó. Thì anh chia sẻ, anh tìm những người có cùng cái sở thích với mình, anh share. Thì chính vì cái chuyện mà thích chia sẻ đó thì nó giúp cho mình có được một cái danh tiếng đi trong giới photographer. Và bắt đầu anh em biết tới anh nhiều hơn là vì anh chia sẻ nhiều. Đặc biệt là khoảng năm 2017-2018 thì khi đó là anh làm KOL của bên Sony. Thì cũng chia sẻ khá là nhiều, làm những cái series về nhiếp ảnh nó trên YouTube đó, thì anh em biết tới nhiều hơn. Thì nên là vô tình thì là cái danh tiếng mình nó được lan truyền vậy thôi. Nhưng mà thực sự mà gọi là thành công đối với cái nghề cưới á, thì anh tự cảm thấy là mình chưa có gì gọi là thành công hết á. Hay có những bạn học viên của anh thôi, nhưng mà bây giờ các bạn có thể là các bạn nổi tiếng anh nữa, và các bạn kiếm được nhiều tiền hơn anh, vì là họ nhanh nhạy, họ gọi là họ có thể tùy biến theo thị trường, họ có thể đu theo trend. Nghĩa là họ có thể thấy là cái trend nó đang như vậy, họ sẽ điều chỉnh cái cách chụp và họ đi theo cái đó, họ thay đổi cái góc chụp, họ thay đổi cái màu sắc để họ chiều lòng cái trend đang có, và họ có rất là nhiều khách hàng. Còn anh thì bị một cái là có thể là anh quá cố chấp, anh quá tin vào những thứ mà mình làm, những cái giá trị mà mình đeo đuổi và mình nghĩ là mình sẽ cho khách hàng, mà anh không thay đổi, về để chạy theo cái xu hướng. Đó, thì thật sự thì khách của anh có thể là ít, nhưng mà khi mà những khách nào mà đã làm việc với anh rồi thì kiểu họ sẽ rất là biết ơn mình. Dùng chữ biết ơn thì hơi quá, nhưng mà thật sự là có những khách đã như vậy, là viết những cái tâm thư cho anh, nghĩa là cảm ơn anh. Không, em nghĩ đó là một cái cá tính và một cái tôi mà một người nghệ sĩ mà có một cái hướng đi riêng giống như anh cần phải giữ, chứ không có chạy theo trend. Với lại anh có nhắc tới là cái thời điểm mà anh mới bắt đầu chụp đó thì khách hàng nước ngoài họ trân trọng mình hơn là khách hàng Việt Nam. Thì anh đã đi chụp ở châu Âu nè, châu Mỹ rồi ở Úc các thứ, thì theo anh thì khách hàng ở đâu họ dễ tính hơn, châu Á hay là dân bên châu Âu hay là như thế nào đó? Theo anh thấy ha, thì cảm giác là bên châu Âu á, họ sẽ dễ tính hơn. Không phải là dễ tính mà họ kiểu sao ta, thứ nhất là họ rất là trân trọng mình. Nhưng là khi mà mình tới, họ sẽ chào, họ niềm nở, họ chào nữa, cứ vô vẻ, thậm chí là dắt mình đi giới thiệu với bạn bè họ. Và họ niềm nở, họ tiếp đón mình. Thêm một cái nữa là trong cái đám cưới, họ thật sự là họ tới đó, họ tận hưởng, họ enjoy, họ chung vui với cô dâu chú rể.
chứ không phải là họ chỉ tới họ ăn uống xong rồi họ đi về kiểu như vậy. Và họ rất là dễ trong cái việc là thể hiện cái cảm xúc. Thứ hai là cái này là do cái khác biệt về văn hóa. Những cái đứa trẻ mà ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên châu Âu đi, họ sẽ được dạy là kiểu con cảm thấy như thế này con sẽ thể hiện ra, con vui thì con cười, con buồn thì con cứ khóc, chứ con đừng có giấu cái cảm xúc bên trong. Thì người châu Á mình, người Việt Nam mình thì lại bị cái là đôi khi luôn hay giấu cái cảm xúc, sợ là mình bộc lộ như vậy người ta sẽ thấy, người ta sẽ không, sẽ đánh giá hay sao đó. Thì đâu đó họ vẫn giấu cái cảm xúc của mình. Thì thật ra khi đi chụp đám cưới, cái ngày cưới là cái ngày nó theo anh là ngày cưới là ngày của bản thân mình, mà mình còn không được thể hiện cái cảm xúc, cái tôi của mình ra nữa thì nó hơi chuồng, nó hơi buồn. Đó thì thật ra anh cũng đã từng chụp cho khá là nhiều những cái đám cưới, nhiều cái nền văn hóa khác nhau luôn. Đó thì rõ ràng là những cái nền văn hóa mà nó phương Đông của mình á, những cái khách mời, những cô dâu chú rể đó, một cái đâu đó họ vẫn hơi e dè trong cái việc là bộc lộ cảm xúc của mình ra. Và họ vẫn luôn luôn gọi là để ý tới cái mình trông như thế nào. Đúng rồi. Mình đẹp hay là mình xấu, kiểu vậy. Vậy thì đang sẵn nói về Việt Nam thì anh thấy cô dâu làm việc với cô dâu chú rể người Việt mình nó khó không? Có thể là anh may mắn. Thành ra là tất cả những khách hàng của anh mà đã làm việc với anh thì rất là dễ thương. Nhưng mà đâu đó cũng là vì khách của anh thì hầu như ha, là 90-95% gì đó là cũng đã có một cái yếu tố nước ngoài, nghĩa là họ từng đi du học hoặc là họ từng sống ở nước ngoài một thời gian. Là có họ, thể là phân hút cao cấp thì có thể là như vậy thì khi họ về thì họ sẽ cái mindset của họ cũng thay đổi. Về cái đám cưới nó cũng thay đổi. Thành ra là họ khi mà họ xem hình của anh thì họ rất là thích. Nhưng mà nói thật ra cái phân khúc cao cấp cũng sẽ có những cái phân khúc mà nó quá rất là cao cấp, giống như là chụp cho những cái liên quan tới nguyên thủ hay là những cái người mà có tiếng trong xã hội. Thì họ lại vẫn là rất là chú trọng tới cái hình tượng của mình. Nghĩa là họ vẫn muốn là cái hình trong ngày cưới của tao vẫn phải được chỉnh chu, vẫn phải đẹp, không tì vết, không được chụp những cái mà kiểu những cái cảm xúc mà thật. Tại vì đôi khi có thể là đó là những cái người mà gọi là người của công chúng đi. Họ sẽ không muốn là hình ảnh của mình mà nó cái những cái gì nó riêng tư quá của họ mà được show ra ngoài. Thì đôi khi là họ cũng không phải là đối tượng khách hàng của mình. Vậy thì quay trở lại về bản thân của anh một chút đi. Anh có tính làm triển lãm hay là viết sách không? Thật ra triển lãm là có, nhưng là anh vẫn mong muốn là sẽ có một cái triển lãm riêng về hình cưới thôi. Thì cái việc mà anh muốn có triển lãm là anh cũng đã đau đáu từ năm 2020 rồi. Nhưng là thời gian dịch đó, kiểu lúc là mình rảnh quá đi mà mình đọc thêm về biên tập ảnh và các thứ thì mình vẫn nghĩ là sẽ nên có một cái triển lãm, nhưng mà cũng chưa biết cái cách thức nó như thế nào. Và thậm chí là bây giờ sau khi được đợt vừa rồi anh có tham gia cái workshop của Hải Ô với lại anh Đăng Phong ở Đà Nẵng thì có học một cái phần là biên tập ảnh, học sâu về biên tập ảnh. Thì cái việc mà bây giờ mình lục lại trong hơn 100 cái cặp đôi mình đã chụp, tìm ra được những tấm hình và để nó link với nhau, để nó tạo thành được một cái triển lãm ảnh cho riêng mình đó, nó không phải là công việc dễ dàng. Nó sẽ đòi hỏi khá là nhiều thời gian và nó kiến thức nữa. Cũng phải cần những lời khuyên từ những cái người mà chuyên sâu hơn mình. Đúng rồi. Tại hồi bữa em có nói chuyện với anh Ngọc thì anh ra một cái cuốn sách là Paris 9. Thì anh cũng có chia sẻ là phải mất tới mấy tháng trời thì anh mới biên tập xong. Đúng thì rồi. Đó là một cái công việc nó rất là khó khăn. Đúng chứ rồi. Đừng nói tới là triển lãm đồ này nọ. Đúng rồi. Thì thật ra nếu như mà một cái bạn mà làm như anh cưới á, anh khá là tự tin là các bạn nó sẽ không bao giờ quan tâm tới chuyện này. Họ sẽ không bao giờ quan tâm tới cái chuyện là ở biên tập ảnh hay là lựa những cái tấm hình mà nó có nội dung, nó có link này nọ các thứ với nhau để làm thành một bộ triển lãm hay là một cái bộ sưu tập gì đó, thì họ sẽ không có quan tâm. Nhưng mà vì bản thân anh, thật sự anh vẫn luôn luôn muốn trau dồi kiến thức ngoài ảnh cưới ra, những kiến thức nhiếp ảnh cao hơn. Thành ra anh mới đi học những cái workshop đó. Thì đó cũng là một cái niềm vui của anh. Thì anh có thể là hơi đặc biệt, anh mới làm những cái thứ đó. Em thấy bây giờ làm branding ở trên TikTok rất là dễ. Anh có nhắc tới Sony lúc nãy thì rất là 9 tập ha, 9 tập tips của về chụp ảnh cưới hay là có thể áp dụng những thủ thuật đó cho những cái công việc chụp ảnh khác, chụp ảnh đường phố, documentary cũng được. Thì
anh có ý định là mang những cái kiến thức đó hoặc là những cái kiến thức khác về ảnh cưới để mang lên TikTok không? Tại vì em thấy là rất là nhiều giúp ảnh gia bây giờ đang làm branding ở trên TikTok rất là thành công. Thời gian đầu khi mà TikTok nó mới xuất hiện thì anh đánh giá nó là một cái platform nó hơi sai với lại cái mong muốn của mình. Nghĩa là anh vẫn nghĩ là những bạn xem TikTok nó sẽ là những bạn thích những gì đó nó nhanh gọn, hoặc là những cái người mà kiểu thích mà gọi là mì ăn liền, thích tiếp trích. Thì thành ra là thời gian đầu thì anh sẽ không có ý định là anh sẽ làm những TikTok, tại những cái anh chia sẻ thì nó không có thể nào gói gọn trong một clip mấy giây được. Nhưng mà sau khi anh gặp một vài người bạn của anh, thì những người đó cũng làm TikTok. Không biết em biết cái kênh mà 5 phút chuyện thị trường không? Cô Kim em, Hạnh, nhà em, báo. Em có nghe qua, em có nghe qua. Em có xem một hai clip. Thì thật sự là ấm á là vẫn là TikTok. Nhưng mà cái nội dung họ chia sẻ là những cái gì đó nó khác. Cái cách họ chia sẻ cũng khác. Và anh có tham gia một cái buổi offline của cái kênh đó. Thì anh khá là ngạc nhiên là cái hôm mà đi offline đó, những người tham gia cái buổi offline đó lại là những người không phải là những bạn Gen Z, mà là những bạn có thể là những người chủ doanh nghiệp, những cái người mà họ không nghĩ là họ xem TikTok. Nhưng mà họ lại đi tham gia cái đó. Thì anh thấy là thì ra là TikTok nó vẫn đâu đó, nó vẫn sẽ có những cái nội dung nó như vậy. Anh nói là anh cũng có nghĩ là mình có thể sẽ thử chia sẻ bên đó. Cái khó của anh là anh bị thiếu một cái đội ngũ đứng sau lưng phụ anh. 10 năm qua hầu như anh làm tất cả những thứ mà anh làm là anh tự làm không? Em vẫn thấy một mình tự một live mình stream, anh tự làm Facebook, YouTube, từng tật luôn, mọi thứ luôn. Thậm chí anh nói cái workshop mà hồi năm 2021 ở Nico 400 người, anh với anh Louis là cũng anh với anh Louis tự làm luôn. Không có một cái ekip nào gọi là đứng phía sau để giúp để mà đó. Thì cái mà anh nghĩ là cái khó khăn của anh là do bản thân anh không biết cách PR, không biết cách gọi là xây dựng một cái kênh nó như thế nào. Thiếu một cái đội ngũ đứng đằng sau và kiểu là thiếu cái người đôn đốc mình nữa. Như anh nói là bản thân anh là người sống khá là gọi là theo mood. Có những hôm hừng hực khí thế là sẽ làm việc rất là hăng say, có những hôm tự nhiên chả muốn làm gì. Mà tới bây giờ cái workshop đó vẫn là một trong những cái đỉnh cao của workshop về anh vẫn nghĩ là như vậy. Anh vẫn nghĩ là như vậy cao. Thực sự thì đó, suốt 10 năm anh nghĩ là chắc có cái workshop đó là cái workshop duy nhất mà quy tụ được đông wedding photographer như vậy. Và làm được một cái chuyện nữa là các bạn đến đó, các bạn được trải nghiệm 4 cái brand khác nhau. Canon, Nikon, Sony, Fuji. Đúng rồi. Thế là anh nhờ cái danh tiếng cá nhân thôi. Anh mời người này, mời người kia vô trưng bày sản phẩm. Thì chưa có một cái workshop nào mà kiểu các bạn tới mà các bạn được trải nghiệm đều đủ hết 4 cái brand đó. Tại vì thường mấy ông lớn sẽ không chơi với nhau. Anh Sony anh làm một mình. Canon anh sẽ làm một đúng mình. Đúng rồi, và người ta cũng ngại nữa. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ mình làm workshop nghe bản thân em có muốn mời cái nhãn hàng nào đó thì em mời Canon thì thôi. Ủa tự nhiên tao mời Canon, tao mời Nikon thêm chi. Thì đó, cái dở của anh là anh cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. Anh chỉ nghĩ là anh muốn đem những cái trải nghiệm cho những cái bạn đến tham gia workshop. Thành ra là anh cứ đặt vấn đề, anh cứ nói. Anh cứ mời người này người kia về làm thì cuối cùng anh nghĩ đó cái workshop rất là thành công. Nhưng mà xui cho anh một cái là vừa xong cái đó thì là bắt đầu cách ly. Đúng rồi. Đó thì lại là đúng kiểu là anh bị tụt mút luôn từ cái giai đoạn đó. Thôi em sẽ hỏi sâu thêm một chút về bản thân của anh đó đi, là anh có dự định gì cho tương lai không? Hiện tại thì anh đã bắt đầu làm rồi. Nó là anh đã gọi là năm nay là đúng là 10 năm kỷ niệm anh theo cái nghề này. Thật ra là anh đang bắt đầu gọi là rebranding lại hết cái brand Collier Studio. Thì đã bắt đầu thuê người làm rồi. Bây giờ nghĩa là không tự làm nổi nữa rồi, nghĩa là bắt đầu anh đã thuê người làm website, logo, nọ thứ. Thì hy vọng là trong thời gian tới ngắn thôi, 1-2 tháng thôi là sẽ ra mắt một cái brand Collier Studio mới. Mọi thứ mới. Rồi về bản thân anh thì anh suốt từ 2016, 2017 cho tới bây giờ, nghĩa là anh chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà nó lại bị là nó tủng mủng. Nó bị nằm rời rạc. Nhiều cái tùm lum tà lá hết. Tức là mình có rất là nhiều nguồn tài nguyên nhưng mình không biết tận dụng. Thì là bản thân anh đang bắt đầu anh hệ thống lại, anh collect lại để có thể anh làm một cái website chia sẻ nó bài bản. Nó là cái như vậy. Thêm một cái nữa, nếu mà có team hỗ trợ thì có thể anh sẽ lấn sân thử qua làm bên TikTok hay cái gì đó. Anh có muốn làm lại cái câu chuyện cộng đồng không? Giống như nãy mình nói là
những cái workshop, những cái thứ mà về dự án ví dụ không đạt được con số 400 như hồi xưa, nhưng mà ví dụ như 50 hay 100 người, nhưng mà nó thực sự chất lượng dành cho cộng đồng wedding photographer, và mình làm ví dụ như hàng tháng hoặc là hàng quý hay là hàng năm, một năm một lần giống như Fearless hay là gì đó. Thật ra đó vẫn luôn luôn là cái mong muốn của anh. Yeah. Anh rất luôn, nghĩa là thậm chí cái chuyện là anh tham gia cái podcast lần này cũng vậy, lâu lắm rồi anh không được nói. Có một thời gian kiểu anh nói rất là nhiều, anh nói trên tất cả các cái kênh truyền thông mà anh có luôn, YouTube, Facebook, anh chịu khó rất là viết status này nó rất là dài, làm những cái buổi livestream chia sẻ. Nhưng mà thì anh nói khi mà dịch nó tới giống như là nó đốn ngã anh luôn. Tự nhiên anh bị hụt hẫng, anh bị tụt mút một cách trầm trọng. Và anh thậm chí là anh không buồn chia sẻ nữa. Anh không muốn nói gì nữa hết, kiểu anh thu mình lại một cách mà thu hẳn lại luôn. Thì hiện tại sự là ban sau cái lần vừa rồi anh tham gia cái wedding symphony ấy, thì anh mới thấy là mình phải trở lại. Mình phải nói nhiều hơn lại. Thì cái việc là làm workshop cộng đồng chắc chắn là sẽ có, tại vì hồi nãy quên anh có nói là anh cũng dự định là trong năm nay thôi sẽ có một cái buổi chia sẻ, một cái buổi talk show gì đó nói về 10 năm làm nghề của anh. Một cái hành trình 10 năm đó anh sẽ nhìn lại hết 10 năm đó anh đã trải qua những cái gì. Kiểu vậy, thì những cái khó khăn, những cái thuận lợi, những cái mong muốn của anh. Thì đó cũng là một cái dự định của anh đó. Chắc là câu hỏi cuối đi, nó hơi riêng tư một tí xíu, nó riêng về những cái đời tư của anh một tí xíu. Là anh có hai bé rất là kháu khỉnh. Ủa, một bé? Một, thiên chi là cháu. Vậy anh có một bé rất là kháu khỉnh, thì anh có thấy được là cái niềm đam mê nghệ thuật trong bé không, và anh có hướng ý định là bé đó sẽ làm về nghệ thuật hay là theo nghiệp của anh chẳng hạn? Ok, cũng khá là buồn cười là như vậy. Thôi, thằng con anh lúc mà nó 3 tuổi anh có cho nó đi làm cái gọi là sinh trắc học vân tay á. Thì đi làm cái sinh trắc học vân tay bên chỗ anh Trí hả ta? Anh không nhớ là nó làm ở đâu nữa, nhưng mà cái hôm mà trả kết quả thì lên đó trả kết quả thì ngồi nói tính cách nó dày. Xong rồi có một cái câu rất là buồn cười là thằng này sau này hai cái ngành nghề mà kiểu là phù hợp với nó nhất khi mà lớn lên á, một là kiến trúc sư, hai là photographer. Anh nói cho ủa, đang nói con anh hay là đang nói anh? Nghĩa là những cái mà cái tính cách của nó nó khá là giống anh. Nghĩa là thì ở thời điểm hiện tại đi, anh cho nó làm tất cả những cái gì mà nó muốn, tất cả những cái thứ gì mà nó thích. Hồi bé, hồi khoảng 5-6 tuổi gì đó cũng có cho đi tập bóng rổ, cho chơi bóng rổ coi thích không. Rồi mua một cây piano ở nhà cho học piano. Nhưng mà nó thích thì anh cho nó học. Nhưng mà nó không thích, nó học thời gian cảm thấy nó chán, ok, học không ép. Rồi thậm chí thì bây giờ hiện tại là nó đang rất là thích vẽ. Cái này rất là thích vẽ, như là nó cứ suốt ngày nó lôi đồ chơi ra ngồi nó vẽ lại đồ chơi đó. Thì anh nói con muốn học vẽ không, mà con muốn học cho học. Thật sự anh thì anh không có đặt một cái kỳ vọng hay là một cái mong muốn là con mình nó sẽ đi theo cái hướng nào hết, mà anh vẫn nghĩ là nó thích làm cái gì thì cho nó làm cái đó. Tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn nó hướng nào là đúng thôi, chứ mình sẽ không có ép nó là mày phải như vậy. Đó, thì hiện tại đang là như vậy. Anh cũng không có, chưa biết sẽ như thế nào, nhưng mà cái anh vẫn nghĩ là để cho nó tự do phát triển thì sẽ ok hơn. Nhưng mà cũng vui là nó giống mình. Có nghĩa là nó làm được khá là nhiều thứ, nghĩa là cái môn nào nó chơi nó cũng chơi giỏi, tiếp thu rất là nhanh. Nó cũng có khiếu hát hò, nó cũng có khiếu chơi nhạc cụ, nó cũng, nhưng mà thằng đó nó không giống anh chỗ là chơi thể thao hơi yếu. Nghĩa là nó chơi thể thao hay là nó giống mẹ nó, nghĩa là nó không có, nó chơi thể thao không vậy, bấm rổ vậy, nó chơi được thời gian nó chán. Rồi gần đây là kiểu là học bơi á, là kiểu là từ dụ dỗ cho tới đe dọa, thì anh nghĩ bơi là một cái kỹ năng rất là cần thiết. Thành ra là trong trường cũng ban bắt là lớp 3 là phải biết bơi. Thành ra là bữa giờ là phải ép nó đi học bơi, thì không thể nó học bơi được rồi, nó biết bơi rồi thì nó lại vui, nó lại thích bơi. Đó, thì chỉ có bơi là anh ép nó thôi, còn lại tất cả những cái môn thể thuật khác là nó thích cái gì anh cho học vậy. Em nghĩ chắc là đủ cho một cái podcast nó rất là dài, từ câu chuyện trên trời dưới đất, không chỉ là câu chuyện về camera không mà mà ngày cưới. Thì
rất là cảm ơn anh Khôi hôm nay đã tới với podcast camera của Tinh Tế. Có lẽ là hy vọng là anh em mình sẽ làm nhiều hơn workshop cho tới những cái thứ về tips chụp hình rồi về nghề chụp ảnh cưới. Rất là cảm ơn Hải và Tinh Tế đã mời anh đến tham gia podcast này. Thật sự anh nói là lâu lắm rồi anh không có nói, anh không có gọi là chia sẻ. Thật ra nếu tại vì cái thời lượng mình là một tiếng, chứ còn mà gọi là cho anh ngồi nói đi, cho anh thêm câu hỏi đi, anh sẽ nói có thể nói 2 tiếng, 3 tiếng. Tại giờ đã từng có những cái buổi mà anh livestream 2 tiếng một hồn, anh ngồi nói một mình, anh nói trả lời những câu hỏi của các bạn. Thật sự anh tính anh rất là thích chia sẻ thì đó. Thì rất là cảm ơn Tinh Tế đã mời anh tham gia cái buổi này, và hy vọng là sau buổi này mình có thể có những cái hợp tác, làm những cái buổi talk show, những cái buổi đúng chia sẻ khác cho cộng đồng, cho những bạn trẻ. Okay. Xin cảm ơn Khôi. Đây là những cái giây phút cuối cùng của cái podcast tập 4 của Camera Tinh Tế. Cảm ơn anh em đã theo dõi tới hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Okay.